Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đường Tăng đánh xuyên Tây Du của tác giả Đồ Trương Giật QD. Tập 10. Chương 91, Bảy Yêu. Hầu tử, dừng tay. Giang Lưu hét lớn một tiếng, gọi lại Tôn Ngộ Không, sau đó chộp lấy hàng ma côn liền xông tới. Một gậy nện xuống, một hổ yêu lập tức kêu thảm ngã xuống đất. Nhắc nhở, thu được điểm kinh nghiệm 260, tiền tài 30. Nhắc nhở, tiến độ nhiệm vụ hoàn thành 9 phần 100. Từ lúc nhận được nhiệm vụ chuyển chức mới qua 5 ngày liền gặp không ít yêu vật, cảm giác rời khỏi cảnh nội đại đường. Yêu vật bên ngoài rõ ràng trở nên nhiều hơn không ít, lại giết một hổ yêu, trong lòng Giang Lưu âm thầm nỉ non. Cẩn thận suy nghĩ thì thấy có lẽ bởi vì số lượng yêu vật bên ngoài cảnh nội đại đường xác thực càng nhiều. Bất quá, cũng có thể là do triều đình đại đường trấn áp 10 phương yêu vương, để cho những yêu vật kia cũng không dám nguy hại nhân gian, cho nên số lượng yêu vật ít hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối với Giang Lưu mà nói, yêu vật bên ngoài này tăng nhiều cũng không phải chuyện xấu gì. Đối tượng đánh quái càng nhiều, điểm kinh nghiệm thu được cũng sẽ càng nhiều, đây là chuyện tốt. Chỉ bất quá, cũng không biết có ảo giác hay không, mấy ngày nay, Giang Lưu phát hiện mình gặp gỡ yêu vật, đại bộ phận đều là lão hổ. Sư phụ, ta có nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Chồng Kim Cô Bổng đứng ở một bên, Tôn Ngộ Không hỏi Giang Lưu, thế nào? Kiểm tra bao khỏa không gian, vẫn như cũ không rơi ra thứ gì. Giang Lưu quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không một chút. Ta cảm thấy đoạn đường này không giống như lão Tôn ta bảo vệ ngươi, ngược lại giống như ngươi đang bảo vệ lão Tôn ta. Mặc dù đoạn thời gian này, mỗi ngày đều bị lời Giang Lưu nói nâng mình lên 9 tầng mây, phi thường dễ chịu. Thế nhưng từ lúc mình xông ra khỏi Ngũ Hành Sơn đến bây giờ đều không hảo hảo động thủ được một lần, Tôn Ngộ Không ngứa tay khó nhịn. Hết lần này tới lần khác mỗi lần gặp yêu vật, sư phụ đều ngăn mình không cho mình xuất thủ. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không kìm nén đến bực. Lần này đi Tây Thiên, cách xa vạn dặm, trên đường đi yêu ma thần thông quảng đại đếm mãi không hết, còn nhiều cơ hội để ngươi biểu hiện. Nhìn hầu tử gầy lùn trước mặt mình, Giang Lưu vỗ vỗ bả vai hầu tử, thái độ tình khuyên bảo giáo dục hài tử. Sư đồ hai người nói lời này xong tiếp tục đi về phía Tây, bất quá chốc lát, thấy được một mảnh tiểu sơn thôn nơi xa, ước chừng có khoảng 20-30 gia đình. Giang Lưu mở miệng. Tốt! Phía trước có người, chúng ta đi bổ sung một phần nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn đi, thuận tiện mượn mấy thứ như kim chỉ để may đồ, may váy da hổ cho người. Sư phụ, lão Tôn ta nói, ta muốn quần đùi da cọp, không muốn váy da hổ. Đi theo bên cạnh Giang Lưu, Tôn Ngộ Không mở miệng giải thích. Không, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ may váy cho ngươi. Không nói đến Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không hai người cãi nhau thế nào, đi được một lát, đã đi tới cửa thôn. Chỉ là, đứng ở chỗ này, lông mày Giang Lưu lại hơi nhíu lại. Thế nào? Thấy Giang Lưu đứng bất động, cũng không có ý tứ đi vào, Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc nhìn hắn. Ngộ Không, ngươi không cảm thấy thôn này có chút không đúng à? Thân sắc Giang Lưu trở nên ngưng trọng một chút. Trước đó cùng Cao Dương ở trong thôn ẩn cư qua 2 tháng, Giang Lưu vẫn rất quen thuộc đối với sinh hoạt trong làng, chính bởi vì như thế mới phát giác được cái thôn này có chút không đúng. Không thích hợp. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không hướng về phía trong thôn nhìn lại, kim sắc quang mang hiện lên trong hai mắt hắn, quét mắt một vòng sau đó, Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói. Bên trong thôn này cũng không có yêu vật, không có gì không thích hợp cả. Ngươi không cảm thấy, quá an tĩnh quá hay sao? Không có thanh âm tiểu hài thì cũng thôi đi, ngay cả thanh âm gà gáy, chó sủa cũng không có, thì quả thật quái lạ. Giang Lưu lắc đầu nói, khi nói chuyện, đi vào. Quả nhiên, trong thôn một mảnh hỗn độn, tựa như đã trải qua một tràng đại chiến, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy vết máu. Thế nhưng, không có một bóng người nào, thậm chí cả đến dê bò gà chó đều không có gặp một cái. Cái thôn này hẳn đã bị yêu quái tập kích. Nhìn xung quanh một vòng, bên trong thôn này một mảnh hỗn độn, thân sắc Tôn Ngộ Không cũng trở nên nghiêm túc không ít. Không sai, nếu như cường đạo trộm cướp mà nói, mưu tài sát hại tính mệnh cũng sẽ không chở tất cả thi thể đi. Mà giờ đây thôn này trống rỗng, tất nhiên có yêu quái tập kích nơi này. Giang Lưu cũng nhẹ gật đầu, trong lòng có chút lạnh.
Trong thế giới man hoang này, yêu vật hoành hành, cho dù trong nhân loại cũng có tu sĩ có sức đối kháng, thế nhưng đối với người bình thường mà nói, đây chính là thế giới sinh mệnh như cỏ rác, động một tí yêu quái tập kích, toàn thôn đều bị diệt không ai sống sót. Ngộ Không, tìm xem, còn có người sống sót hay không? Tuy cảm thấy khả năng còn có người sống sót không lớn, nhưng Giang Lưu vẫn quyết định tìm xem. Dạ vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, tự nhiên sẽ giống người bình thường đi dạo khắp nơi tìm kiếm, mà chỉ nghiêng tai lắng nghe, vận dụng thần thông của chính bản thân mình. Chỉ một lát sau, Tôn Ngộ Không mở miệng nói, sư phụ, còn có người còn sống. Khi nói chuyện, hầu tử lao ra phía trước, Giang Lưu chạy theo phía sau, rất mau đến bên một giếng nước, hầu tử mò được một lão nhân 6-70 tuổi đi lên từ trong giếng nước. Thấy lão nhân này, dáng dấp thoi thóp, cách cái chết cũng không xa, toàn thân ướt sũng, trong mắt Giang Lưu có thể nhìn thấy thanh máu HP của hắn cũng chỉ còn lại một tí máu. Thủ trưởng vừa nhấc, kỹ năng quan âm chú bắt đầu, hào quang màu xanh biếc chậm rãi chui vào trong cơ thể lão đầu, để cho thanh máu HP của hắn khôi phục được một đoạn. Lão đầu chậm rãi ung dung tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không, ngạc nhiên kêu to, a, yêu quái à. Tốt, lão nhân gia, không cần phải sợ, cái con khỉ này là đệ tử của ta, chúng, ta không phải yêu quái. Giang Lưu tiến lên hai bước, ôn nhu nói. Dáng dấp Tôn Ngộ Không là mặt lông miệng xếch, xác thực rất đáng sợ, nhưng mắt thấy bộ dáng Giang Lưu trắng tinh, khiêm tốn hữu lễ, lão đầu này ngược lại trở nên yên ổn hơn rất nhiều, chợt nhìn cảnh tượng thê thảm trong làng, gào khóc lên. Lão nhân gia, không phải vội khóc, ta hỏi ngươi, các ngươi nơi này gặp được yêu quái gì tàn phá phải không? Thấy lão đầu khóc thét, Giang Lưu an ủi hỏi. Không sai, tiểu điền thôn chúng ta cho tới nay đều an cư lạc nghiệp, thế ngoại đào nguyên, thế nhưng tối hôm qua, một đám yêu quái tập kích thôn chúng ta, những yêu quái này gặp người ăn người, gặp vật ăn vật, lão già ta nghĩ cho dù chết cũng không thể tiện nghi những yêu quái này, cho nên liền nhảy xuống giếng, không nghĩ tới ta thế mà còn sống. Nghe được Giang Lưu hỏi dò, lão đầu này khóc sướt mướt, kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Giang Lưu nghe. Tới một đám yêu quái sao? Nghe vậy, mí mắt Giang Lưu giật giật. Không nói đến những yêu quái này hung ác, ngoại trừ lời nói diệt trừ những yêu quái này là vì dân trừ hại. Cho dù chỉ vì mình đánh quái thăng cấp, hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, chuyện này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lão nhân gia ngươi cứ yên tâm, ta thấy trong thôn này không còn bóng người nào, có lẽ các thôn dân cũng không có chết hết toàn bộ. Chỉ bị yêu quái bắt đi, thầy cho chúng ta hai người đều có phần một phần thủ đoạn hàng yêu phục ma, để bọn ta giúp ngươi đi xem một chút thế nào. Có lẽ có thể giải cứu thôn dân quay lại đây. Trầm ngâm một lát, Giang Lưu mở miệng an ủi. Thật sao? Nghe Giang Lưu nói tựa như một tia hy vọng lưu lại trong cơn tuyệt vọng, mắt lão giả sáng rực lên, chợt lễ bái đối với Giang Lưu. Đa tạ Pháp Sư, đa tạ Pháp Sư. Nhắc nhở, phát động nhiệm vụ tiêu diệt bầy yêu, yêu cầu nhiệm vụ tiêu diệt bầy yêu tập kích tiểu điền thôn, nhiệm vụ thành công, ban thưởng điểm kinh nghiệm 12.000, thanh liên trượng, thất bại trừng phạt, không. Chương 92, Tha Hương gặp cố. Nhiệm vụ được phát động, điều này làm cho trong lòng Giang Lưu âm thầm nghi hoặc. Mặc dù đẳng cấp tăng lên tới cấp 20, mình đã mở được công năng nhiệm vụ, phát động nhiệm vụ tựa hồ không có cái gì kỳ quái, thế nhưng công năng phát động nhiệm vụ này cần có điều kiện gì? Chỉ cần mình gặp một ít chuyện sau đó bị động phát động, hay có một loại điều kiện nào đó mới được phát động. Thu được hệ thống trò chơi lâu như vậy, có nhiều thứ đều cần chính Giang Lưu đi tìm tòi mới được, tỉ như nói làm rơi đồ. Thời điểm không có mở ra bao khỏa không gian, đồ vật rơi ra đến đều ở phía dưới thi thể phải do tự mình đi lật mà lấy. Tỷ như nói tổ đội, đại khái thì vượt qua bản thân mình 10 cấp trở lên sẽ không thể tổ đội, đây cũng là thứ mà chính Giang Lưu tự mình chậm rãi lục lọi ra mới biết. Bất quá, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất phát động nhiệm vụ mà thôi, chuyện này tạm thời. Nhớ kỹ, chờ sau này phát động nhiều thêm mấy cái nhiệm vụ nhìn xem có thể tìm ra một ít quy luật hay không. Còn có, phía trên nhiệm vụ này có ghi là sau khi thất bại không có trừng phạt. Nói cách khác, sau này có thể sẽ xuất hiện nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt. Chung quy mà nói, mang theo hệ thống trò chơi xuyên Việt đến thế giới Tây Du, đây chính là kim thủ chỉ của mình. Chỉ là, Giang Lưu lại cảm thấy cái hệ thống này còn muốn khó xài hơn so với chơi game vạn phần. Đừng nói những cái xa vời,
chỉ nói nhiệm vụ này được phát động thôi. Mình hoàn toàn không rõ điều kiện phát động là cái gì, cần tự mình đi tìm tòi mới được. Nhưng nếu như ở trong game, trên đầu NPC mang một cái dấu chấm than thật to, rõ ràng đang kêu mình nơi này có nhiệm vụ. Lắc đầu, ném văng một phần suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu ra ngoài, Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không đã đi ra khỏi thôn nhỏ. Giang Lưu chợt mở miệng. Ngộ Không à, vừa rồi lão giả kia nói gặp bầy yêu tập kích, nghĩ đến kề bên này hẳn sẽ có một đám yêu quái tụ tập thành bầy. Hay chúng ta trước điều tra một chút tình huống cụ thể rồi lại nói tiếp. Sư phụ, nào có phiền toái như vậy. Quả thật vội vã không nhịn nổi, Tôn Ngộ Không sớm đã lấy kim cô bổng ra, cầm chân tay. Hiển nhiên, từ Ngũ Hành Sơn đi ra ngứa tay nhẫn nhịn lâu như vậy, gặp được tất cả tiểu yêu lạc đàn đều không may chịu độc thủ của Giang Lưu. Giờ phút này nghe được có một đám yêu quái, Tôn Ngộ Không đã không kiên nhẫn nữa rồi. Kim cô bổng nện trên mặt đất một cái, đồng thời miệng hầu tử thấp giọng quát, thổ địa ở đâu? Theo động tác của Tôn Ngộ Không, phía dưới mặt đất, một lão giả gầy gò ước chừng 5-60 tuổi từ dưới đất bò lên, hiển nhiên là thổ địa công của nơi đây. Sau khi bò dậy, nam tử phân biệt hành lễ đối với Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không, thổ địa bản phương bái kiến thánh tăng cùng đại thánh, không biết đại thánh gọi tiểu thần có phân phó gì. Thổ địa, lão Tôn ta hỏi ngươi, phụ cận có phải có yêu quái gì hay không? Cái thôn bên cạnh này, tất cả thôn dân đều bị yêu quái đồ sát hết, ngươi có biết chuyện này hay không? Tuy nói Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bổng, vừa gầy lại thấp, thế nhưng khí thế lại hoàn toàn không phải thổ địa cúi người này có thể so sánh. Hồi bẩm đại thánh, phụ cận tiểu điền thôn này vốn không có yêu quái gì lợi hại, chỉ là, ngay tại mấy tháng trước, một con hổ yêu mang đến một nhóm tiểu yêu, chiếm hồi phong sơn ngoài 30 dặm làm vua, một thân tu vi của hổ yêu kia quả thực rất lợi hại. Thổ địa mở miệng trình bày thế lực yêu quái cường đại nhất gần đây một lần. Hắc hắc hắc, tu vi rất lợi hại hả? Vậy thì càng tốt rồi, lão Tôn ta hiện tại ngứa tay đến run rẩy cả người đây, nghe thổ địa nói xong, Tôn Ngộ Không ngược lại càng cao hứng hơn. Đúng rồi, thổ địa, yêu quái kia xưng hô như thế nào? Vào lúc này, Giang Lưu cũng mở miệng, con mắt hơi tỏa ánh sáng. Yêu quái lợi hại thì mình đánh không lại, thế nhưng một nhóm tiểu yêu kia không phải là điểm kinh nghiệm của mình sao? Chủ yếu hơn là, nhiệm vụ chuyển chức của mình hẳn có thể nhanh chóng hoàn thành. Tôn Ngộ Không lộ ra dáng vẻ hiếu chiến, thổ địa cũng không cảm thấy kỳ quái, thế nhưng thấy Giang Lưu thế mà hai mắt cũng tỏa ánh sáng, thổ địa hơi ngây ra một lúc, thực sự không dám hỏi nhiều. Hồi bẩm thánh tăng, hổ yêu trên hồi phong sơn kia tên gọi là Huyết Hổ Vương. Huyết Hổ Vương, cái tên này để cho Giang Lưu nao nao, tự nhiên nghe nói qua cái danh xưng này. Ngày đó, một trận chiến trên Phù Đồ Sơn, Huyết Hổ Vương bại trận trốn chạy, nguyên lai là trốn ra khỏi quốc cảnh đại đường. Ngày đó, kém chút chết trong tay hắn, chính bởi vì hắn nên tin tức thịt mình có thể trường sinh bất lão mới truyền đi ra ngoài, mới có tình huống sau này ba yêu vương tập kích. Tốt, thổ địa, ngươi đi đi. Hỏi rõ ràng tình huống xong, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Lưu. Sư phụ, đã biết rõ vị trí của những yêu quái kia, chúng ta vậy đi nhanh đi thôi. Chỉ một đám tiểu yêu mà thôi, không đáng để lo, lão nhân gia người cứ nghỉ ngơi là được, lão Tôn ta một mình thì có thể. Không, Ngộ Không, để cho vi sư đến, ngươi ở bên cạnh lược trận cho ta là được. Nghe Tôn Ngộ Không nói thế, Giang Lưu lại mở miệng đánh gãy lời hắn. Nghe Tôn Ngộ Không tựa hồ muốn một mình đi diệt những yêu quái kia, Giang Lưu vội vàng mở miệng, nói đùa sao. Đang phát sầu vì nhiệm vụ chuyển chức, bầy yêu hồi phong sơn kia không phải tặng gối đầu trong lúc ngủ gật à. Huyết Hổ Vương tự nhiên phải giao cho Tôn Ngộ Không, thế những tiểu yêu kia, tất cả đều là điểm kinh nghiệm của mình nha. Sư phụ, ngươi, nghe được lời Giang Lưu nói, lại không cho phép tự mình ra tay, Tôn Ngộ Không cuống lên. Ngộ Không, vi sư có chút nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Thấy bộ dáng gấp gáp muốn xù lông của Tôn Ngộ Không, Giang Lưu tận tình khuyên bảo, mở miệng nói. Sư phụ, ngươi hỏi đi. Tôn Ngộ Không hơi chút chần chừ, có chút hoài nghi nhìn Giang Lưu, luôn cảm thấy hắn không nói lời gì tốt đẹp cả. Ngươi cái con khỉ này, có phải lấn yếu sợ mạnh hay không? Giang Lưu đếm trên đầu ngón tay, nói. Ngươi luôn nói thời điểm ngươi đại náo thiên cung, thế nào lợi hại thế nào, 10 vạn thiên binh đều bắt không được ngươi. Thế nhưng, những cái kia dù sao chỉ là thiên binh mà thôi,
nhưng lại chưa bao giờ nghe ngươi nói ngươi đánh bại thần tiên lợi hại gì, nhị lang thần đâu? Ngươi đánh qua chưa? Thái thượng lão quân đâu? Như Lai Phật tổ đâu? Một lời đến đây, Giang Lưu có chút dừng lại, lại nói tiếp. Ta vốn cho rằng cái con khỉ như ngươi có bao nhiêu lợi hại, nghĩ đến huyết hổ vương trên hồi phong sơn này giao cho ngươi tới đối phó, thế nhưng ngươi chỉ có thể nghĩ đến đi đối phó những tiểu yêu kia. Chi chi chi, Giang Lưu nói lời này làm cho Tôn Ngộ Không nói không ra lời, tức giận đến miệng kêu to chi chi vài tiếng. Sư phụ, ngươi không biết rồi, tam muội chân hỏa của lão quân quá lợi hại, mà nhị lang thần thì có hề gì. Lão Tôn ta không sợ hắn, thế nhưng hắn dắt một con chó, còn như Như Lai lão nhi. Chớ giải thích, giải thích chính là che giấu chính là sự thật, cho nên nói, khi ngươi đại náo thiên cung, đánh bại đều là chút tiểu mao thần, người chân chính lợi hại thì ngươi cũng đánh không lại. Giang Lưu tỏ ra vẻ xem thường đánh gãy lời giải thích của Tôn Ngộ Không. Tốt, những tiểu yêu kia, ta không động một cái, toàn bộ lưu cho ngươi, thế nhưng huyết hổ vương kia thì ngươi phải giao cho lão Tôn ta, lão Tôn ta để ngươi nhìn xem bản lĩnh thật sự của ta. Bị Giang Lưu làm cho nói không ra lời, Tôn Ngộ Không cuối cùng oán hận nói ra một câu. Cái con khỉ này, không thể quá nuông chiều, lời thổi phồng phải nói, nhưng thời điểm then chốt, cũng phải chèn ép hắn mới được. Thấy mình dùng một phép khích tướng đơn giản lại phát ra hiệu quả vô cùng tốt, Giang Lưu cười thầm trong lòng. Trò chuyện, nói chuyện, rất nhanh, toàn cảnh hồi phong sơn đã xuất hiện trước mắt Giang Lưu. Các bạn đang nghe chuyện Đường Tăng đánh xuyên Tây Du của tác giả Đồ Trương Giật Quy Đê tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Huyết Hổ Vương Kinh Hỉ. Mây theo rồng, gió theo hổ, Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không đi tới dưới chân hồi phong sơn, nhìn mảnh sơn mạch kéo dài trước mắt, cương phong lạnh thấu xương, dáng vẻ cực kỳ thích hợp cho hổ tộc sinh tồn. Bất quá, vừa mới đi đến chân núi không bao lâu đã có hai đại lão hổ kết bạn nhảy ra, không nói gì, nhào tới thẳng đến Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không bên này. Hàng ma côn đập xuống, thanh máu HP trong nháy mắt trống rỗng, đồng thời giơ tay lên, lại là một khỏa tật hỏa châu bắn tới. Nổ tung trên đầu một lão hổ khác, lão hổ kêu thảm một tiếng, thanh máu HP đồng dạng cũng trống rỗng. Miểu sát, ngay cả lời cũng không kịp nói, đều không phải hổ tinh đạt đến cấp 10 sao. Dễ như trở bàn tay miểu sát hai đại lão hổ này cộng lại cũng bất quá được 150 điểm kinh nghiệm mà thôi, Giang Lưu âm thầm lắc đầu. Tuy nói thịt mũi cũng là thịt, nhưng lấy đẳng cấp bản thân mình bây giờ, chu sát những yêu tinh cấp 10 trở xuống, điểm kinh nghiệm thật giống như chân mũi. Ngộ Không, chúng ta chớ đi nhanh như vậy, phải hốt gọn một mẻ yêu vật trên hồi phong sơn này. Giết hai hổ tinh nhảy ra này xong, Giang Lưu quay qua nói với Tôn Ngộ Không. Sư phụ, chỉ là tiểu yêu, không đáng nhắc tới, trực tiếp xông vào động phủ yêu quái, giết huyết hổ vương kia, những tiểu yêu, tự nhiên chạy tứ tán, không đáng để lo. Khác với Giang Lưu, Tôn Ngộ Không đưa ra ý kiến khác biệt. Mặc dù bị phép khích tướng Giang Lưu ép buộc, đáp ứng không xuất thủ với những tiểu yêu, thế nhưng Tôn Ngộ Không ngứa tay khó nhịn hiện tại rất gấp gáp muốn xuống tay với huyết hổ vương. Lại nói, bắt giặc, trước bắt vua, đây không phải thủ đoạn dứt khoát gọn gàng nhất sao? Ngộ Không, ngươi ngẫm lại xem, những yêu quái này đều là yêu quái ăn người hại người, nếu tất cả bọn họ đều chạy tứ tán, như vậy chịu khổ không phải những bách tính kia sao? Vậy chúng ta hôm nay đến đây trừ yêu, chẳng phải phí công nhọc sức sao mà chẳng được gì à? Hay là, ngươi đến trừ yêu chỉ vì mình đánh nhau một chút mà thôi, không quan tâm những người khác? Giang Lưu tỏ ra vẻ trách trời thương dân, nói với Tôn Ngộ Không. Đâu, chỗ nào, chẳng qua lão Tôn ta chỉ cảm thấy dạng này quá chậm mà thôi, hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ đâu. Mặc dù bị Giang Lưu một câu nói toạc ra tiểu tâm tư của mình, thế nhưng Tôn Ngộ Không sao dám đồng ý thừa nhận, tự nhiên là mạnh miệng chối bừa. Ừm, ta cũng cảm thấy, đường đường là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, không có khả năng tự tư như thế, tất nhiên là hạng người có tình có nghĩa. Nhẹ gật đầu, Giang Lưu mở miệng, lại thổi phồng Tôn Ngộ Không một câu. Người khác vuốt mèo dùng tay, vuốt ve theo lông, mà Giang Lưu lột khỉ, thì chỉ dùng lời nói thổi phồng, một chiêu này phi thường hữu hiệu. Nhắc nhở, thu được điểm kinh nghiệm 38, kim tiền 11. Nhắc nhở, thu được điểm kinh nghiệm 152, kim tiền 15, độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 12/100. Nhắc nhở,
thu được điểm kinh nghiệm 440, kim tiền 28, độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 72/100. Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí đi lên Hồi Phong Sơn, thận trọng, lấy thủ đoạn dẫn quái, tiêu diệt từng bộ phận yêu quái trên núi này. Giang Lưu thu càng ngày càng nhiều điểm kinh nghiệm, tự nhiên, độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức cũng đang không ngừng lên cao, khoảng cách nhiệm vụ 100 con yêu quái cũng càng ngày càng gần. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bổng đi theo bên cạnh Giang Lưu, mặc dù cảm thấy thủ đoạn một cái lại một cái dẫn quái của sư phụ thật sự quá lãng phí thời gian nhưng cũng không có can thiệp. Cái chiến đấu lặng yên vô tức này trọn vẹn đến đêm khuya cũng chưa có kết thúc. Đối với dạng chiến đấu lén lút này, trong lòng Tôn Ngộ Không cảm thấy không đồng ý, nếu muốn chiến đấu, vậy hẳn phải đánh ra uy phong của mình mới đúng, dạng lén lút chiến đấu này có gì tài ba. Bất quá, yêu quái trên Hồi Phong Sơn này cũng không phải đần, trước sau sau đã bị Giang Lưu ám sát hơn 100 con yêu vật. Số lượng giảm bớt, tự nhiên để cho yêu vật trên núi đều nhận ra một phần không thích hợp. Chợt, không ít thi thể yêu quái bị phát hiện, sau đó tin tức này tự nhiên lập tức hồi báo cho Huyết Hổ Vương. Khá lắm. Vào lúc này, Huyết Hổ Vương nhìn sang. Tựa như tráng hán 40-50 tuổi, nghe được yêu vật trên núi chết không ít, đây không phải nhổ dâu trên miệng hổ sao. Đang uống rượu, hắn trực tiếp quẳng chén xuống đất, quát to. Con bà nó chứ, lập tức hành động cho bản vương, bắt con chuột trốn trong bóng tối ra cho ta. Ta ngược lại muốn xem là ai dám xuống tay với chúng ta. Ô ô ô. Theo mệnh, lệnh của Huyết Hổ Vương, trên Hồi Phong Sơn vang lên một mảnh tiếng kèn, để cho đêm tối yên tĩnh trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Một thoáng thời gian sau, từng cơn yêu phong, quỷ khóc thần gào không ngừng bên tai. Nhắc nhở, thu được điểm kinh nghiệm 520, kim tiền 50, hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 98/100. Lại giết thêm một yêu quái. Sau đó Giang Lưu cũng nghe đến thanh âm kèn lệnh vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc trở nên ngưng trọng không ít. Hắc hắc hắc, yêu quái trên núi này thật ngốc, vào lúc này, rốt cục mới phát hiện ra sao. Không giống với vẻ mặt nghiêm túc của Giang Lưu, Tôn Ngộ Không lại nhếch miệng cười quái dị, nhao nhao muốn thử, thậm chí có cảm giác vui đến phát khóc. Từ Ngũ Hành Sơn nhảy ra, sau đó nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, lão Tôn ta rốt cục cũng có cơ hội động thủ rồi. Còn tốt, mặc dù nhiệm vụ chuyển chức vòng thứ nhất còn chưa hoàn thành, thế nhưng đã không sai biệt lắm, nhìn tiến độ trong bảng nhiệm vụ, Giang Lưu âm thầm nhẹ gật đầu. Chu sát nhiều yêu quái như vậy, còn có rất nhiều yêu tinh, mình trước sau sau cộng lại cũng đã thu được 20.000 điểm kinh nghiệm, cái thu hoạch này cũng đã xem như không tệ. Cơ hồ tất cả yêu ma trên Hồi Phong Sơn đều hành động, triển khai lục soát trải thảm, rất nhanh, tự nhiên có yêu vật phát hiện sự tồn tại của Giang Lưu. Một loài chim rừng ở trên ngọn cây cách đó không xa, miệng nói tiếng người, cao giọng thét lên. Phát hiện người xâm nhập. Tật Hỏa Châu. Nghe con chim này kêu to ở giữa không trung, tay Giang Lưu vừa nhấc, một quả hỏa cầu trên tay hắn được đẩy ra, trực tiếp nổ tung trên người con quái điểu. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hồng mộc giới chỉ phát động hiệu quả bị động, con chim rơi xuống cũng từ không trung, thanh máu HP trống rỗng. Nhắc nhở. Thu được điểm kinh nghiệm 100, kim tiền 12, độ hoàn thành nhiệm vụ 99/100. Nhắc nhở, bồ đề giới chỉ hao hết độ bền, đã tổn hại. Theo yêu vật bị miểu sát, đột nhiên lại có một nhắc nhở khác của hệ thống xuất hiện. Gần như đồng thời, một chiếc nhẫn trắng nõn trên ngón tay Giang Lưu đột nhiên vỡ ra, vỡ vụn thành mấy mảnh rơi xuống mặt đất. Ai, từ thời điểm chiếc nhẫn kia rơi ra cũng chỉ có một điểm độ bền độ mà thôi, đi theo ta chiến đấu lâu như vậy. Rốt cục hao hết độ bền rồi sao? Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình vỡ vụn, trong lòng Giang Lưu âm thầm thở dài một hơi. Từ thành Trường An đi về phía Tây đến bây giờ đã hơn 2 tháng, trước sau sau, số lần động thủ cũng không ít, độ bền trang bị trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều giảm xuống một ít. Không nói đến trong lòng Giang Lưu âm thầm cảm khái, theo con chim yêu kêu to, lại đến Tật Hỏa Châu miểu sát nó. Yêu ma quỷ quái trong đêm tối xuất hiện, bất quá trong chốc lát, hàng trăm yêu vật xuất hiện, vây quanh Giang Lưu ở bên trong. Cầm đầu đi tới chính là Huyết Hổ Vương đã trở nên trẻ lại rất nhiều. Đối lập với một trận chiến Phù Đồ Sơn lúc trước, giờ phút này, Huyết Hổ Vương hóa thành nhân hình, khí huyết dồi dào đi ra, ánh mắt tự nhiên khóa chặt Giang Lưu. Nhìn thấy Giang Lưu, Huyết Hổ Vương đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ. Ha ha ha, Huyền Trang Thánh Tăng, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp nhau ở bên ngoài đại đường. Đây thật là duyên phận,
càng là tạo hóa thật lớn của ta, a ha ha. Huyết Hổ Vương vừa mừng vừa sợ, cười sang sảng lên tiếng. Nguyên bản nghe nói có hàng trăm yêu vật bị giết, trong lòng tức giận, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình giống như bị đĩa bánh trên trời rơi xuống đập chúng. Chương 94: Thân ngoại hóa thân. Sư phụ, nguyên lai ngươi quen biết Huyết Hổ Vương này lâu rồi. Tôn Ngộ Không bên cạnh nghe được lời Huyết Hổ Vương nói, trong lòng vô cùng thất vọng. Nhẫn nhịn lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc Huyết Hổ Vương này đi ra, còn tưởng rằng có thể đánh một trận. Thế nhưng nhìn thấy dáng dấp Huyết Hổ Vương cao hứng chào hỏi Giang Lưu, nguyên lai đã có quen biết lâu rồi. Ngộ Không à, ngươi cảm thấy ta và hắn là bằng hữu sao? Tôn Ngộ Không nói để cho Giang Lưu quay đầu sang nhìn hắn một cái, hỏi lại một câu. Chẳng lẽ không đúng? Ngẩng đầu lê, nhìn Giang Lưu, Tôn Ngộ Không cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải bằng hữu, Huyết Hổ Vương này vì cái gì vừa nhìn đã có thể nhận ra hắn? Hơn nữa dáng dấp còn cao hứng như vậy chào hỏi hắn chứ? Hầu tử, đầu óc là thứ tốt, ta hy vọng ngươi có thể có. Khóe miệng hơi co quắp một chút, Giang Lưu thấp giọng thở dài. Đứng tại góc độ Tôn Ngộ Không, suy nghĩ hắn tựa hồ không có vấn đề gì, thế nhưng đứng tại góc độ Giang Lưu đến suy nghĩ. Mình đã sớm nghe nói danh hào Huyết Hổ Vương, mà còn đến Hồi Phong Sơn hàng yêu phục ma, thậm chí còn đã giết hàng trăm yêu vật. Nếu thật là bằng hữu, mình sẽ làm như vậy sao? Có lẽ Tôn Ngộ Không không ngu ngốc, thế nhưng thời điểm hắn suy nghĩ vấn đề lại có chút quá thẳng cho nên không đủ suy tính tỉ mỉ. Thánh Tăng, không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài lại còn mang theo một con sủng vật, thật đúng là hăng hái. Huyết Hổ Vương nghe Tôn Ngộ Không nói chuyện, cũng có chút giật mình. Vốn Huyết Hổ Vương còn tưởng Tôn Ngộ Không chỉ là một con khỉ bình thường mà thôi, ai ngờ hắn vậy mà cũng là yêu vật. Nhưng nhìn Tôn Ngộ Không không hóa thành hình người, cũng không để ở trong lòng nữa, ngược lại trêu chọc. Sủng vật. Tuy nói cho rằng Huyết Hổ Vương là bằng hữu Giang Lưu, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không có động thủ. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không nghe được từ Bật Mã Ôn cũng sẽ xù lông, đột nhiên nghe được người khác nói mình là một sủng vật, trong lòng Tôn Ngộ Không khó chịu có thể nghĩ. Sư phụ, gia hỏa này rất đáng ghét, ta có thể đánh chết hắn không? Trong mắt mang theo khó chịu giận dữ, Tôn Ngộ Không quay đầu sang nhìn Giang Lưu một chút, hỏi. Có thể, thật. Giang Lưu trả lời quả quyết như thế, lại để cho Tôn Ngộ Không ngây ra một lúc. Là thật, gật đầu xác nhận, sợ Tôn Ngộ Không không tin. Giang Lưu giơ tay lên, một cái tật hỏa châu, đập tới phía Huyết Hổ Vương. Đồng thời, phục ma chú tăng thêm bắp rơi vào trên người Tôn Ngộ Không. Tuy nói Tôn Ngộ Không đẳng cấp quá cao, không thể có hiệu quả tổ đội, thế nhưng nếu thật giết Huyết Hổ Vương này mà nói, điểm kinh nghiệm cũng sẽ dựa theo độ cống hiến để phân phối, hơn nữa còn có thể tuôn ra đồ tốt, Giang Lưu tự nhiên tận lực đề thăng một phần cống hiến của bản thân. Đối mặt hỏa cầu Giang Lưu bắn tới, Huyết Hổ Vương tiện tay đập tan hỏa cầu, đồng thời thả người nhảy một cái đi tới trước mặt Giang Lưu, duỗi ra thủ trưởng, hướng thẳng đến Giang Lưu mà bắt tới. Đây là tạo hóa đưa tới cửa, mình chỉ ăn một chút xíu huyết nhục mà thôi đã tăng đến 500 thọ nguyên, nếu có thể ăn hết hắn. Chi chi chi. Chỉ là, nhìn Giang Lưu động thủ, đến lúc Hổ Vương phản kích, Tôn Ngộ Không lại cao hứng gọi chi chi. Hắn cuối cùng hiểu được, nguyên lai sư phụ cùng hổ yêu này mặc dù biết nhau, nhưng tựa hồ là quan hệ cừu nhân, đây thật là quá tốt rồi. Giang Lưu tự nhiên không thể tránh thoát thủ trưởng của Huyết Hổ Vương. Thế nhưng, mắt thấy thủ trưởng này sắp rơi trên người Giang Lưu, một cây gậy sắt đột nhiên nằm ngang trước mặt Huyết Hổ Vương. Thủ trưởng đùng vào gậy sắt, khó tiến lên thêm một bước. Cái gì? Cái con khỉ bề ngoài xấu xí, thế nhưng khí lực thật lớn. Thủ trưởng của mình, thế mà khó dung chuyển cây gậy sắt, Huyết Hổ Vương cúi đầu nhìn hầu tử vừa gầy vừa lùn, cảm thấy khó có thể tin. Từ trên thể hình mà nói, Tôn Ngộ Không chỉ cao tới thắt lưng của hắn mà thôi. Hắc hắc hắc. Ngươi đến bồi ta lão Tôn luyện tay đi. Dễ như trở bàn tay chặn lại công kích của Huyết Hổ Vương, trên tay Tôn Ngộ Không hơi phát lực, kim cô bổng hất lên. Đại lực khó nói lên lời vọt tới, Huyết Hổ Vương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ thời điểm hắn lấy lại tinh thần, đã bị kim cô bổng vung ra xa mấy chục thước, sau đó ngã xuống đất. Hiếm thấy gặp được một đối tượng động thủ, Tôn Ngộ Không nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cục có thể hạ thủ cho đỡ ngứa tay cho nên chỉ cua kim cô bổng. Cũng không gấp đánh giết Huyết Hổ Vương, trái một gậy, phải một gậy, xem Huyết Hổ Vương này như bóng ra đánh qua đánh lại. Mấy đứa nhỏ, nhanh bắt huyền trang.
Qua ba chiêu hai thức, Huyết Hổ Vương đã minh bạch hầu tử bề ngoài xấu xí này thực lực mạnh hơn mình rất nhiều. Không còn dũng khí tiếp tục chiến, miệng lớn tiếng la lên, muốn bắt Giang Lưu, Đào Mệnh lại nói tiếp. Theo mệnh lệnh của Huyết Hổ Vương, bên cạnh có yêu vật xuất thủ, bắt tới Giang Lưu. Phía dưới yêu vương có không ít yêu tướng, thậm chí tồn tại cấp bậc yêu soái. Hừ, so nhiều người sao? Chỉ là, nhìn thấy yêu tướng bổ nhào qua phía Giang Lưu, Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, chợt từ rút ra một sợi lông sau đầu mình, nhẹ nhàng thổi một cái. Một sợi lông được hắn thổi ra ngoài cấp tốc hóa thành dáng dấp Tôn Ngộ Không giữa không trung, 10 cái hóa thân, bảo hộ. Bên cạnh Giang Lưu, gậy sắt quét ngang, không yêu vật nào có thể đến gần Giang Lưu được. Hảo thủ đoạn. Đây là trận đầu của Tôn Ngộ Không từ sau khi đi ra khỏi Ngũ Hành Sơn, mặc dù sớm đã minh bạch thực lực Tôn Ngộ Không mạnh đến mức đáng sợ. Nhưng nhìn tận mắt thấy đường đường yêu vương cũng bất quá là đồ chơi trong tay hắn, còn có thủ đoạn một sợi lông có thể biến thành hóa thân, trong lòng Giang Lưu thầm khen. Yêu soái đã sơ bộ hóa thành nhân hình, đầu thú thân người. Thế nhưng, Giang Lưu có thể tận mắt thấy, cho dù yêu soái xông lại, hóa thân Tôn Ngộ Không cũng có thể một gậy quét bay ra ngoài. Hiển nhiên, cho dù chỉ một bộ hóa thân, thực sự có được thực lực triệt để nghiền ép yêu soái. Tôn Ngộ Không xuất thủ, cục diện ngay lập tức hoàn toàn trở thành treo người lên cây mà đánh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xảy ra, mười mấy hóa thân bảo hộ Giang Lưu vào trong, không có yêu quái nào có thể tới gần. Bản tôn Tôn Ngộ Không thì coi Hổ Vương như đồ chơi, ở trong mắt Giang Lưu, hắn có thể thấy rõ thanh máu HP của Hổ Vương đang không ngừng hạ xuống. Cấp bậc yêu tướng trở lên, mình không phải là đối thủ, thế nhưng những tiểu yêu kia cũng đều là điểm kinh nghiệm của mình nha. Giang Lưu giơ hàng ma côn chuẩn bị tiến lên, nhiệm vụ chuyển chức của mình còn thiếu một con cuối cùng là xong. Chỉ là hóa thân Tôn Ngộ Không lại theo thật sát bên cạnh Giang Lưu, để cho bên trong phạm vi xung quanh hắn không có một yêu vật nào, muốn đánh quái cũng không có khả năng. Hắc hắc hắc, sư phụ, số lượng những yêu quái này nhiều lắm, lão nhân gia người cứ hảo hảo đợi đi, tất cả đều giao cho lão Tôn ta là được rồi. Hóa thân bên cạnh hắc hắc cười không ngừng nói Giang Lưu. Ngươi xác định, ngươi không phải trả thù sao? Tôn Ngộ Không nói để cho khóe miệng Giang Lưu hơi run rẩy. Mình đè ép hắn một đường đi qua không để cho hắn động thủ, để hắn kìm nén đến khó chịu, cho nên hiện tại, hắn tìm được cơ hội động thủ, cũng không cho mình cơ hội động thủ. Tâm cái con khỉ này còn nhỏ hơn so với mình nghĩ nữa a. Quan Âm chú, Tật Hỏa Châu, Kim Cương chú. Nếu không thể xuất thủ đối với những tiểu yêu này, vậy tâm tư tạm thời phóng trên người Huyết Hổ Vương đi. Cũng mặc kệ kỹ năng mình tác dụng lớn hay không, vì cố gắng để thăng độ cống hiến của mình, Giang Lưu thật đúng là liều mạng, chỉ cần kỹ năng có thể dùng đến. Hoặc tăng thêm buff tất cả đều hướng trên thân Tôn Ngộ Không, vứt hết vào đó, Tật Hỏa Châu công kích từ xa cũng không ngừng đập tới về phía Huyết Hổ Vương. Vốn dễ như trở bàn tay đã có thể xử lý quái vật, Tôn Ngộ Không lại xem như bóng ra đánh nửa giờ, lúc này mới giết chết Huyết Hổ Vương. Sau khi bỏ mình, thi thể Huyết Hổ Vương cũng quay lại nguyên hình, một cự hổ lông màu huyết hồng khổng lồ. Nhắc nhở, thu được điểm kinh nghiệm 4.200, thu được kim tiền 5 lượng. Con mắt Giang Lưu nhìn thi thể Huyết Hổ Vương, trực tiếp đi, qua. Mặc dù không có trạng thái tổ đội, thế nhưng có độ cống hiến mà nói, mình cũng có điểm kinh nghiệm, hơn nữa cũng tuôn ra đồ tốt. Chỉ là cái đồ vật tuôn ra này sẽ không tự động đưa vào không gian trong cơ thể, chỉ đặt ở dưới thi thể, tự mình đi nhặt mà thôi. Quái vật cấp bậc yêu vương có thể tuôn ra vật gì tốt đây? Các bạn đang nghe chuyện Đường Tăng đánh xuyên Tây Du của tác giả Đồ Trương Giật Quy Đê tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, nguyên lai ngươi là sư phụ như thế này. Ngộ Không, lui ra phía sau, để cho vi sư đến. Hô to một tiếng, trong tay Giang Lưu lập tức xoa ra một cái hỏa cầu khổng lồ, đánh tới lão hổ cách đó không xa. Nguyên bản, yêu quái chỉ còn lại khoảng 1/4 thanh máu HP, bị Tật Hỏa Châu đập trúng, sau đó kêu thảm một tiếng, thanh máu HP trong nháy mắt trống rỗng. Nhắc nhở, thu được điểm kinh nghiệm 220, kim tiền 20, độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 100/100. Nhắc nhở, nhiệm vụ ngươi có biến hóa mới, mời tự hành mở ra danh sách nhiệm vụ xem xét. Tôn Ngộ Không rút ra một sợi lông, hóa thành 10 thân ngoại hóa thân, kim cô bổng quét ngang, như hổ vào bầy dê, bầy yêu trên hồi phong sơn này đâu phải đối thủ của hắn.
Kim cô bổng đảo qua, vừa trúng liền chết, lướt qua liền tổn thương, bất quá chốc lát, tính ra hàng trăm con yêu đã thây ngang khắp đồng. Giang Lưu thấy mà đau lòng không thôi, nếu như tất cả những yêu quái này đều chết ở trong tay mình mà nói, sẽ có đến hàng vạn điểm kinh nghiệm nha. Nhưng cũng chỉ có tiếc mà thôi, nếu những yêu quái này cùng nhau tiến lên, mình khó mà đối kháng, chớ nói chi trong đó còn có quái vật cấp bậc yêu tướng cùng yêu soái. Cũng may vừa rồi mình lật ra thi thể huyết hổ vương, không gấp gáp xem rơi ra cái gì đã nhanh chóng thu tất cả đồ vật bị đè ép dưới thân huyết hổ vương vào bao khỏa không gian. Cuối cùng đoạt quái với thân ngoại hóa thân của Ngộ Không. Nếu không, nhiệm vụ chuyển chức vẫn còn một con chưa làm xong, cái kia mới là phiền muộn nhất. Đoạt một quái từ trong tay Tôn Ngộ Không, hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ chuyển chức, trong lòng Giang Lưu mặc niệm một tiếng danh sách nhiệm vụ, ánh mắt đặt phía trên nhiệm vụ chuyển chức. Quả nhiên, nhiệm vụ chuyển chức có biến hóa mới. Nhiệm vụ chuyển chức được 2/3, sử dụng kỹ năng trị liệu mục tiêu 200 người thụ thương tạo thành hiệu quả trị liệu khôi phục, độ hoàn thành nhiệm vụ 0/200. Nhìn nhiệm vụ vòng thứ 2 chuyển chức này, sắc mặt Giang Lưu có chút quái dị. Nghề nghiệp hòa thượng là loại thiên về phụ trợ, cho nên cái nhiệm vụ chuyển chức này tựa hồ thật rất hợp lý. Chỉ là, đối với mục tiêu 200 người thụ thương tạo thành hiệu quả trị liệu khôi phục là được rồi sao? Nhìn, yêu vật trên hồi phong sơn còn sót lại đã không nhiều lắm, không chết cũng bị thương. Giang Lưu nhìn chuẩn một yêu tướng thụ thương trong đó, tâm niệm vừa động, một kỹ năng chiêu quan âm. Chú được sử dụng trên thân yêu tướng này. Hào quang màu xanh biếc chui vào trong cơ thể yêu tướng này, mắt trần có thể thấy, thương thế trên người yêu tướng này khôi phục không ít, thanh máu HP trên đầu cũng khôi phục một đoạn. Nhắc nhở, tiến độ nhiệm vụ 1/200. Quả nhiên, nhận được hệ thống nhắc nhở, Giang Lưu mừng thầm trong lòng, chỉ cần mục tiêu thụ thương là được rồi sao. Như thế xem ra, nhiệm vụ này tựa hồ cũng không phải khó hoàn thành, tựa hồ còn dễ dàng hơn vòng thứ nhất một chút. Ầm. Trong lòng Giang Lưu âm thầm vui vẻ, một kim cô bổng hạ xuống, yêu tướng vừa được quan âm chú thực hiện hiệu quả trị liệu. Trực tiếp đầu bể nát, co quắp ngã trên mặt đất vài cái, sau đó hóa thành nguyên hình. Hiệu quả quan âm chú mặc dù rất tốt, thế nhưng thời gian hồi chiêu lại trọn vẹn đến 600 giây, loại kỹ năng khôi phục cũng chỉ có cái một cái này. Mắt nhìn tình huống trước mắt, chưa cần chờ kỹ năng quan âm chú hồi phục xong, toàn bộ những yêu vật này sẽ bị Tôn Ngộ Không xử lý hết. Ngộ Không ơi, khụ khụ, vi sư cảm thấy chúng ta làm như vậy có phải quá tàn nhẫn một phần hay không? Nếu không, để cho vi sư trị liệu một chút thương thế trước cho chúng nó lại nói tiếp. Mặc dù cảm thấy nói ra có chút xấu hổ, thế nhưng đây cũng là vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng để thăng thực lực của mình. Giang Lưu ho khan hai tiếng nói với Tôn Ngộ Không. À, sư phụ ngươi muốn thả những này yêu quái một con đường sống sao? Bản tôn Tôn Ngộ Không khoác kim cô bổng lên trên vai, dáng dấp xem kịch nhìn xung quanh, nghe được Giang Lưu nói, ngây ra một lúc. Chợt, quái dị nói, sư phụ, không phải ngươi nói diệt cỏ tận gốc, phải đuổi tận giết tuyệt những yêu quái hại người này sao? Miễn cho bọn chúng đi nguy hại bách tính sao? Không, vi sư chỉ nói, trước trị liệu cho chúng nó một chút, cũng không phải buông thác ho bọn chúng. Lắc đầu, Giang Lưu uốn nắn lời nói của mình. Trước hết để cho ngươi trị liệu, xong rồi lại giết. Không nghĩ tới ngươi thì ra là người như vậy. Sư phụ ơi là sư phụ, ngươi còn tàn nhẫn hơn lão tôn ta nữa. Hầu tử này không dễ nói chuyện tí nào. Cuối cùng, toàn bộ những yêu vật này vẫn đều bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Giang Lưu không kịp chờ quan âm chú kỹ năng hồi phục đã không còn mục tiêu để trị liệu rồi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lời Tôn Ngộ Không nói vẫn để trong lòng Giang Lưu có chút xúc động. Lần này đi Tây Thiên, cách xa vạn dặm, đây là một chàng đánh cược, một chàng đánh cược tính mệnh của mình và Cao Dương. Hiện tại, thậm chí cả Tôn Ngộ Không cũng bị mình kéo lên thuyền hải tặc, Giang Lưu phải tận khả năng mạnh lên trên con đường cách xa vạn dặm này. Thế nhưng, vì mạnh lên thì có thể không từ thủ đoạn, cả ranh giới cuối cùng cũng không cần sao. Những yêu vật này thật là đáng chết. Thế nhưng yêu vật đáng chết giết cũng liền giết, mình có cần phải giữ lại bọn chúng, trước dùng một lần kỹ năng quan âm chú, rồi lại giết sao? Đây không phải lường gạt sinh mệnh à? Việc này cũng giống như người bình thường mổ heo ăn thịt mà thôi, giết, cắt thịt cái này không có vấn đề, thế nhưng có cần phải hôm nay trước cắt một lỗ tai, ngày mai lại chặt một cái đùi như thế không? Như thế còn tàn nhẫn hơn cả yêu ma nữa. Nhớ tới thời điểm rời khỏi Trường An, Đường Hoàng Lý Thế Dân cho mình một chén rượu,
ám dụ mình lần này đi Tây Thiên không nên quyền sơ tâm. Cho nên, ý nghĩ chờ kỹ năng hồi phục rồi lại dùng một lần quan âm chú rồi lại giết này rất nhanh bị dập tắt. Theo tất cả yêu vật đều bị Tôn Ngộ Không giết, sau đó Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không tiếp tục lên núi. Đi trên Hồi Phong Sơn tìm kiếm một vòng, nhìn xem có thể tìm thấy những thôn dân tiểu điền thôn kia hay không. Dù sao mình đã từng nhận lời lão đầu trong thôn, đến xào huyệt yêu quái Hồi Phong Sơn cứu người. Chỉ là, đi vào xào huyệt yêu quái tìm một vòng, nhưng cả một người sống đều không tìm được, chỉ tìm thấy một phần thi thể chân cụt tay đứt mà thôi. Tính ra yêu quái có đến hàng trăm, tiểu điền thôn cũng chỉ có 20-30 gia đình mà thôi, nghĩ ra, chắc toàn bộ các thôn dân đã bị ngộ hại rồi. Tìm một vòng, không còn người sống, tin dữ này, Giang Lưu quay lại tiểu điền thôn, thật không biết nên nói làm sao với lão gia gia kia. Thế nhưng, không nói lại không thể, người ta còn đang chờ tin tức tốt do mình mang về. Ngộ Không, đi thôi. Tưởng tượng một chút phản ứng lão gia gia kia khi biết rõ tin dữ này, tâm tình có chút khó coi, Giang Lưu nói với Tôn Ngộ Không một tiếng, xuống núi đi về hướng tiểu điền thôn. Một đường đi qua, Giang Lưu suy tư chốc lát, quyết định thật lòng bẩm báo, còn như tình huống sau này, xem lão gia gia kia phản ứng rồi nói sau. Nhân gian thảm kịch, mình cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Đồng thời, một đường đi qua, Giang Lưu cũng suy tư mình có phải nên tìm thành trấn nào để ở lại, miễn phí giúp người trị liệu hay không. Dạng thao tác này mà nói, tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức vòng thứ hai, cũng không phải sự tình khó khăn dường nào. Đương nhiên, thời điểm suy tư, Giang Lưu cũng mở ra bao khỏa không gian, xem xét đồ vật huyết hổ vương chết rơi ra là những gì thứ. Nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt bầy yêu, thu được điểm kinh nghiệm 12.000, thu được thanh liên trượng. Chỉ là, còn chưa chờ Giang Lưu nhìn kỹ một chút đồ vật huyết hổ vương tuôn ra, gần như đồng thời, hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Mắt trần có thể thấy, ô nhỏ bên trong bao khỏa không gian xuất hiện một cây thiền trượng. Chương 96, trang bị phẩm chất truyền thuyết mới cùng biến dương thuật. Nhiệm vụ này hoàn thành để cho trong lòng Giang Lưu phi thường dễ chịu. Yêu vật Hồi Phong Sơn, mình lúc đầu chỉ muốn dùng số lượng của chúng để hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, lại thuận tiện phát động nhiệm vụ này. Mình hoàn toàn có thể nói là tự nhiên nhặt được 12.000 điểm kinh nghiệm, còn thu được một thanh liên thiền trượng. Ánh mắt rơi phía. Trên thanh liên thiền trượng này, tin tức thuộc tính đối ứng tự nhiên hiện lên trước mắt Giang Lưu. Thanh liên trượng, cấp hoàn mỹ, cần cấp 20, công kích tăng 185, đặc hiệu, sử dụng kỹ năng loại khôi phục cùng đạo cụ hiệu quả sẽ tăng 10%, độ bền 16/20. Nhìn xem thuộc tính thanh liên trượng này một lần, trong lòng Giang Lưu âm thầm kinh hỉ. Thuộc tính hàng ma côn mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là vũ khí cho cấp 10 sử dụng, đối với Giang Lưu hiện tại mà nói, đã có chút gần gà. Hiệu quả lực công kích tăng phúc cũng không sánh nổi hiệu quả kỹ năng phục ma chú, thanh liên trượng này hoàn toàn là trang bị Giang Lưu hiện tại cần nhất. Thuộc tính thanh liên trượng này cố nhiên để cho Giang Lưu cảm thấy mừng rỡ, thế nhưng đồ vật huyết hổ vương rơi ra mới càng thêm để cho Giang Lưu cảm thấy chờ mong hơn. Đây là lần thứ nhất Giang Lưu thu được đồ vật sau khi quái vật cấp bậc yêu vương chết rơi ra. Nhìn kỹ bao khỏa không gian, đồ vật huyết hổ vương tuôn ra gồm có một bình pháp lực dược thủy, hai bình trị liệu dược thủy, một chiếc nhẫn, một đôi giày, còn có một bản sách kỹ năng. Đồ vật tuôn ra cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng không tính ít. Mấy bình dược thủy tự nhiên là không vừa mắt, ánh mắt Giang Lưu đầu tiên rơi trên chiếc nhẫn. Chân long giới chỉ, cấp tinh lương, cần cấp 15, công kích tăng 35, độ bền 5/10. Thuộc tính tin tức chiếc nhẫn này để cho Giang Lưu âm thầm lắc đầu, mặc dù nói hiện tại mình đang cần một chiếc nhẫn, nhưng chiếc nhẫn chỉ là phẩm chất hoàn hảo, tựa hồ có chút có lỗi với thân phận yêu vương của huyết hổ vương nha. Bất quá, mặc dù trong lòng thầm than, thế nhưng Giang Lưu vẫn lấy chiếc nhẫn này ra ngoài, mang trên ngón tay của mình, tăng thêm 35 công kích, hiệu quả vẫn tạm được. Chợt, ánh mắt Giang Lưu lại rơi trên một đôi giày khác, thuộc tính tin tức đối ứng cũng hiện lên ở trước mắt. Thiểm linh mang hài, cấp truyền thuyết, cần cấp 20, phòng ngự tăng 460, đặc hiệu, có thể tùy ý thuấn di khỏi vị trí hiện tại trong phạm vi phương viên 10 mét, thời gian hồi chiêu 300 giây, độ bền 4/30. Nhìn thuộc tính tin tức đôi thiểm linh mang hài này, Giang Lưu cảm thấy phi thường kinh hỉ, vô luận dược thủy hay chiếc nhẫn đều không được xem là đồ vật đặc biệt tốt gì. Lần thứ nhất chu sát quái vật cấp bậc yêu vương, nguyên bản còn tưởng rằng lần này tay mình thúi hoắc,
lụng không được đồ tốt gì thế mà không nghĩ tới cuối cùng kinh hỉ lại nằm ở phía sau. Trang bị phẩm chất truyền thuyết, mặc dù cấp yêu cầu chỉ có cấp 20, so ra mà nói phải kém Minh Vương Quan một mảng lớn. Nhưng cái này dù sao cũng là kiện trang bị cấp truyền thuyết thứ hai mình có, vô luận là phòng ngự tăng cường hay là đặc hiệu đều phi thường tốt. Chỉ là, nhìn độ bền cuối cùng chỉ có 4 điểm, Giang Lưu âm thầm lắc đầu. Nếu như không tìm được biện pháp chữa trị độ bền, thiểm linh mang hài này cũng không dùng được bao lâu à. Nhìn tin tức thiểm linh mang hài, nỗi lòng cao hứng, cùng bất đắc dĩ đồng thời hiện lên trong người Giang Lưu, tâm tình phức tạp xoắn xuýt trong chốc lát, cuối cùng đặt ánh mắt trên một bản sách kỹ năng. Biến dương thuật, cần cấp 20, cần chức nghiệp ma sư. À, đây là sách kỹ năng của ma sư sao? Ma sư là chức nghiệp sau khi chuyển chức của chức nghiệp đạo sĩ. Biến dương thuật, kỹ năng này cực kỳ thần kỳ à. Nhìn thấy bản sách kỹ năng này, mắt Giang Lưu sáng rực lên. Chức nghiệp hòa thượng cấp 20 sẽ chuyển chức, chức nghiệp đạo sĩ tự nhiên cũng giống như vậy, chỉ bất quá sau chuyển chức. Đạo sĩ loại thuật pháp ngoại trừ chuyển thành thiên sư ra, còn có chức nghiệp ma sư chuyên nguyền rủa khống chế, sách kỹ năng biến dương thuật này chính là của chức nghiệp ma sư. Mặc dù khác biệt với chức nghiệp của chính mình, thế nhưng đẳng cấp cũng đã đạt đến, hơn nữa chủ yếu nhất là trang bị đặc thù kỹ năng thư hạp có thể chứa 3 quyển sách kỹ năng không phải chức nghiệp của bản thân đồng thời lấy được điều kiện học tập. Ngoại trừ tật hỏa châu ra, hai ô khác còn trống không. Trong lòng hơi động, Giang Lưu lấy bản sách kỹ năng biến dương thuật này ra ngoài, thả vào trong kỹ năng thư hạp. Nhắc nhở, có tiêu hao 1 điểm kỹ năng, học tập kỹ năng biến dương thuật hay không? Theo động tác Giang Lưu, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, không nói nhảm, Giang Lưu tự nhiên lựa chọn tiếp nhận. Biến dương thuật, tùy ý biến mục tiêu thành một con cừu non đáng yêu vô hại, thời gian duy trì 2 giây, dưới trạng thái này không thể công kích, không thể phóng thích kỹ năng, thời gian hồi chiêu 300 giây. Lại là một cái thần kỹ loại, khống chế A. Nhìn tin tức tương quan kỹ năng này, ánh mắt Giang Lưu sáng lên. Mặc dù thời gian duy trì chỉ có 2 giây mà thôi, thế nhưng đang trong giao chiến kịch liệt. Cái thời gian 2 giây này cũng xem như khá ổn, nếu như dùng đúng lúc, đủ để thay đổi kết cục một trận chiến đấu. Tuần tự thu được trang bị cấp truyền thuyết cùng kỹ năng khống chế thần cấp, tâm tình Giang Lưu rất không tệ. Chợt, ánh mắt chuyển hướng Tôn Ngộ Không bên cạnh, mới được kỹ năng thần kỳ như vậy, tự nhiên phải thí nghiệm trước một chút. Ho khan một tiếng, Giang Lưu mở miệng nói, cụ khụ, Ngộ Không, vi sư có nghi hoặc, không biết là, không, không, đừng nói. Chỉ là, lời Giang Lưu còn chưa nói xong, hầu tử bên cạnh lập tức đi xa một phần, duy trì khoảng cách nhất định cùng Giang Lưu, cảnh giác nhìn hắn. Ách, Tôn Ngộ Không phản ứng cấp tốc như thế để cho Giang Lưu hơi chậm lại, lời muốn nói cũng không thể tiếp tục nói ra khỏi miệng. Được, cái con khỉ này cũng biến thành quỷ tinh linh rồi, không dễ lừa gạt như trước nữa. Yên tâm, vi sư chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi mà thôi, ngươi còn chưa tin ta sao? Khóe miệng hơi co quắp một chút, Giang Lưu lộ ra một nụ cười hiền lành, tỏ ra bình dị gần gũi. Không tin, chỉ là Tôn Ngộ Không vẫn cảnh giác nhìn Giang Lưu như cũ, kiên định lắc đầu. Ngươi cái tên đầu khỉ này, ngay cả vi sư cũng không tin, ngươi lại đây để ta thử chiêu mới một chút đi. Nếu đã dụ dỗ không được, Tôn Ngộ Không cũng không có ý muốn phối hợp, thế là Giang Lưu cũng không ý tứ trưng cầu hắn đồng ý nữa. Ngón tay nâng lên, điểm hướng Tôn Ngộ Không một cái, kích hoạt năng lực biến dương thuật bắt đầu. Tia sáng kỳ dị trên người Tôn Ngộ Không hiện lên, chỉ là thân hình Tôn Ngộ Không như trước, vẫn là dáng dấp hầu tử, cũng không có biến thành một con cừu non. A, à, kỹ năng này, thế mà thất bại rồi. Nhìn dáng dấp của Tôn Ngộ Không không có biến hóa, Giang Lưu ngẩn người, vô cùng kinh ngạc. A, à, sư phụ, ngươi thế mà hiểu được pháp thuật cùng loại với 72 biến sao? Trong lúc Giang Lưu sững sờ, thần sắc Tôn Ngộ Không lại càng thêm kinh ngạc. Pháp thuật cùng loại với 72 biến. Lời Tôn Ngộ Không nói để cho trong lòng Giang Lưu hơi động một chút, mơ hồ tựa như bắt được nguyên nhân thất bại của kỹ năng biến dương thuật này. Quả nhiên, mặc dù kinh ngạc lý do Giang Lưu biết kỹ năng biến dương thuật này nhưng Tôn Ngộ Không lại lắc đầu, nói: Lão Tôn ta tinh thông 72 loại địa sát biến hóa, pháp thuật sư phụ ngươi mặc dù tinh diệu, thế nhưng muốn cải biến hình thái Lão Tôn ta lại không có khả năng. Quả là thế, lời Tôn Ngộ Không nói để cho trong lòng Giang Lưu bừng tỉnh. Nguyên bản Tôn Ngộ Không tinh thông biến hóa chi thuật, lại thêm tu vi hắn cao hơn mình cả ngàn vạn lần, cái biến dương thuật này khó mà phát huy tác dụng đối với hắn,
tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Như thế xem ra, giá trị kỹ năng biến dương thuật tựa hồ có chút giảm sút, bất quá, chung quy mà nói, đối với mình trước mắt mà nói, vẫn là một thần kỹ phi thường thực dụng như cũ. Dù sao yêu quái tinh thông biến hóa chi thuật, hơn nữa lại có tu vi như Tôn Ngộ Không cũng là số ít. Trò chuyện cãi nhau vài câu, rất nhanh, Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không hai người lại về tới Tiểu Điền Thôn. Xa xa đã có thể nhìn thấy cửa Tiểu Điền Thôn đang tỏa ra một bầu không khí tĩnh mịch, một lão gia gia còng lưng, trông chờ mòn mỏi đang nhìn hướng phía bên này. Các bạn đang nghe chuyện Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du của tác giả Đồ Trương Giật Quy Đê tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, suy đoán điều kiện phát động nhiệm vụ. Lão giả còng lưng đứng ở cửa thôn một mực đang ngóng trông, nhìn thấy Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không hai người đến gần, bước chân tập tễnh vội vàng tiến lên đón. Chỉ là, nhìn một hồi chỉ có Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không hai người, trên mặt lão giả nguyên bản có chút nụ cười mừng rỡ chậm rãi thu liễm. Thánh Tăng, chỉ có ngươi trở về sao? Người bên trong làng của chúng ta đâu hết rồi? Chờ mong bên trong ánh mắt lão giả chợt ảm đạm đi rất nhiều nhưng vẫn cố hỏi, phảng phất như nắm chặt một cọng cỏ cứu mạng trong tuyệt vọng. Giang Lưu có chút không dám nhìn hắn, hơi quay đầu đi, nhưng vẫn thật lòng nói. Lúc chúng ta đi đến nơi, tất cả người bị bắt cũng đã bị ngộ hại. Tất cả, mọi người đều chết hết sao? Tất cả mọi người đều đã chết rồi. Nghe được lời Giang Lưu nói, lão giả có chút thất hồn lạc phách, thấp giọng nỉ non. Nếu tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ còn lại ta một lão đầu tử, ta sống còn có ý tứ gì nữa? Mất hết can đảm, lão giả đột nhiên bi thiết một tiếng, hoàn toàn mất đi tín niệm sống sót, đồng thời đầu hung hăng đâm hướng một cây đại thụ phía bên cạnh. Động tác lão giả này đột nhiên để cho Giang Lưu giật nảy mình, muốn kéo ở hắn cũng đã không kịp. Bất quá, trải qua rất nhiều cuộc chiến, năng lực tùy cơ ứng biến của Giang Lưu vẫn rất nhanh, hơi nhấc ngón tay, điểm về phía lão giả gần đâm vào đại thụ. Kim cương chú, lực lượng kim cương kỳ dị ra chỉ trên người lão giả, có thể miễn trừ tổn thương kế tiếp 80% để cho hắn không đến nỗi chết. Đầu đâm vào trên đại thụ, lão giả đứng không vững, ngã nhào trên đất, chỉ là sờ lên đầu mình, nổi lên cục u rất to thế nhưng ngay cả da đều không bị rách đi tí nào. Lão gia gia, ngươi hà tất phải như vậy? Giang Lưu đi nhanh hai bước dìu lão giả lên, mở miệng nói. Ta hiện tại chính là lão đầu tử mẹ quá con côi, lẻ loi trơ trọi một người, làm sao có thể sống nổi, còn không bằng đâm chết, trên đường hoàng tuyền có lẽ còn có thể đuổi theo được bước chân bọn hắn. Lão giả bi thiết khóc đến oa oa như con nít làm cho trong lòng người không đành lòng. Lời nói này để cho Giang Lưu không phản bác được. Xác thực, lão giả này một thân một mình sinh hoạt quả thật phi thường khó khăn, thời điểm tuổi đã cao này chính là cần người chiếu cố. Lão gia gia, ngươi, đã không còn thân thích sao? Suy nghĩ chốc lát rồi Giang Lưu mở miệng hỏi. Nghe được Giang Lưu hỏi dò, lão giả chậm rãi ngừng khóc, nhưng lắc đầu như cũ, có thì có, ta còn có một đứa con gái. Lấy chồng ở xa tại Ô Thành, chỉ là... Nơi đây cách Ô Thành có hơn 300 dặm, ta một thân một mình, làm sao có thể đi xa được như vậy? Ô Thành, hơn 300 dặm sao? Tại vị trí nào? Nghe lão giả nói còn có thân thích cuối cùng, Giang Lưu hỏi lại. Ô Thành ở hướng đông nam của Tiểu Điền Thôn. Lão giả đáp, hướng đông nam của Tiểu Điền Thôn. Nghe được lão giả nói, ánh mắt Giang Lưu lại hơi sáng lên. Sư phụ, ngươi không phải muốn hộ tống lão nhân này đi Ô Thành đó chứ? Thấy sắc mặt Giang Lưu tựa hồ có chút không thích hợp, Tôn Ngộ Không nhịn không được mở miệng nói. Bọn ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, một đường Tây Hành, nếu như Ô Thành kia ở hướng Tây mà nói. Ngược lại cũng tiện đường, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đi về phía Đông Nam, chúng ta phải đi đường vòng. Đường vòng. Đáy mắt Giang Lưu hiện lên một vệt ý cười, chỉ là trên mặt lại một bộ thần sắc trách trời thương dân, ngôn từ nghĩa chính. Ngộ Không, tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, mặc dù lần này đi Ô Thành phải đi đường vòng, nhưng cái gọi là cứu người liền, phải làm đến cùng, đi thêm một phần đường, lại có thể cứu một mạng người, không đáng sao. Sư phụ, ngươi thật đúng là người tốt. Thấy dáng dấp Giang Lưu lần này, hiển nhiên không thể thương lượng, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ liếc mắt. Ngộ Không, sau này ngàn vạn lần đừng có nói ta là người tốt, tại quê quán của vi sư, người nào nhận được câu nói này thì mới là người xui xẻo,
đây là mắng chửi người đó. Giang Lưu lộ ra dáng dấp thật thà dạy bảo Tôn Ngộ Không. Thật là khéo nha, Hoa Quả Sơn bọn ta cũng có ý tứ này. Hầu tử, thật dễ nói chuyện. Cãi nhau vài câu như thường ngày, sau đó Giang Lưu không để ý đến Tôn Ngộ Không nữa, xoay đầu lại, ánh mắt rơi trên người lão giả, nói. Lão gia gia, lần này đi Ô Thành mặc dù hơn 300 dặm, thế nhưng sư đồ Bần Tăng nguyện ý hộ tống ngươi đi, thế nào? A, à, Thánh Tăng, như vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ hành trình của ngươi sao? Lão Hủ không dám nhận. Nghe Giang Lưu thế mà nguyện ý đi thêm một vòng lớn đưa mình tới Ô Thành, lão giả thụ sủng nhược kinh không dám nhận. Không sao, cứ quyết định như vậy, lão gia gia, ngươi còn có cái gì thu thập không? Nếu như không có, bây giờ chúng ta liền lên đường đi. Khoát tay áo, Giang Lưu hoàn toàn không cho lão giả cơ hội cự tuyệt. Chuyện này, lão giả kinh ngạc nhìn Giang Lưu, có chút mộng bức, xem dáng dấp, tựa hồ Thánh Tăng còn vội vã không nhịn nổi hơn cả mình. Người không biết, còn cho rằng hắn thích đi một vòng xa thêm cho vui. Như thế, lão hủ đa tạ Thánh Tăng, đại ân đại đức, vĩnh viễn không dám quên, trầm mặc trong chốc lát, cơ hồ bất đắc dĩ bị Giang Lưu hộ tống đi đến Ô Thành. Lão già cảm động đến rơi nước mắt nói, chỉ cảm thấy người này không hổ là đại đường Thánh Tăng, đại từ đại bi như Bồ Tát. Nhắc nhở, phát động nhiệm vụ hộ tống, nhiệm vụ thành công đưa lão giả Tiểu Điền Thôn hộ tống đến Ô Thành, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 7.000, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, không. Đúng vào lúc này, trò chơi hệ thống nhắc nhở lại đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho Giang Lưu nao nao, lại phát động nhiệm vụ. Trước đó mình nói đi Hồi Phong Sơn hỗ trợ điều tra thôn dân Tiểu Điền Thôn phải chăng còn sống sót. Hệ thống cho mình một cái nhiệm vụ đi Hồi Phong Sơn trừ yêu cứu người, bây giờ nói muốn hộ tống lão giả đi Ô Thành, hệ thống liền cho mình một nhiệm vụ hộ tống. Hai nhiệm vụ đều phù hợp việc mình đang muốn làm, phảng phất như hệ thống kiếm cớ giao nhiệm vụ cho mình vậy. Là trùng hợp sao? Tựa hồ hai nhiệm vụ đều là thời điểm ta quyết định muốn đi làm cái gì, hệ thống liền ban bố nhiệm vụ giống như vậy. Đây hẳn là mấu chốt phát động nhiệm vụ của hệ thống sao? Kết hợp tình huống hai nhân vật rồi phát động, trong lòng Giang Lưu đã có suy đoán đại khái. Đã có suy đoán, vậy dĩ nhiên phải thí nghiệm một chút. Ngộ Không, nhìn thấy hòn đá to lớn phía trước kia không? Vi sư phải đánh nát nó. Phía trước cây, này, tại sao lại có tảng đá to như vậy? Lỡ người ta đụng chúng thì sao bây giờ? Ta đến đánh nát nó mới được. Tôn Ngộ Không cùng lão giả bên cạnh thấy Giang Lưu kỳ kỳ quái quái phát ra một câu nói này, hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút quái dị. Cái kia, Huyền Trang Thánh Tăng hắn vẫn luôn như vậy sao? Lão giả trầm mặc trong chốc lát, hỏi khẽ với Tôn Ngộ Không, lúc nói chuyện còn chỉ đầu óc của mình. Không sai, đúng là như thế. Tôn Ngộ Không trọng trọng gật đầu. Miệng nói chuyện khoa trương, cố ý lớn tiếng nói ra mình muốn làm cái gì, thế nhưng, liên tiếp nói mấy câu. Hệ thống nhắc nhở một điểm phản ứng cũng không có, trong lòng Giang Lưu âm thầm kinh ngạc, bởi vì những chuyện này quá nhỏ. Việc vặt mà thôi không thể hình thành nhiệm vụ. Hay bởi vì trước đó phát động hai nhiệm vụ đều là quyết định trợ giúp người khác. Hiện tại sự tình phải làm không có hình thành trợ giúp đối với người khác. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lưu nhìn về phía lão giả bên cạnh, hỏi. Lão gia gia, miệng ngươi khát hay không? Bần tăng tìm một bát nước đến cho ngươi uống. Nghe Giang Lưu nói, lão giả phản xạ lui về sau hai bước, không cần, Thánh Tăng, lão hủ không khát. Không, ngươi khát. Chương 98, Tiểu Bạch Long tìm tới cửa. Lộ trình từ Tiểu Điền Thôn đi tới Ô Thành có hơn 200-300 dặm, chỉ dựa vào chân đi tới, người bình thường đại khái cần đi 2-3 ngày. Thế nhưng, còn mang theo một lão gia gia, thân hình còng lưng tiến lên, thời gian cần thiết tốn sẽ tăng nhiều, còn phải tăng bao nhiêu thì không ai biết phải bao lâu. Bất quá, đi chậm rãi là đi chậm rãi, dù sao mình cũng không vội, lão gia gia một ngày đi 20 dặm đường đều không được, vậy liền đi 10 dặm, 10 dặm không đi được vậy liền 5 dặm. Lề mà lề mề, chỉ cần lão gia gia mệt mỏi, Giang Lưu sẽ nghỉ ngơi, đến giờ cơm, lại bày lên nồi và bếp, nhóm lửa nấu cơm. Cho nên, đi trọn vẹn thời gian 5-6 ngày, khoảng cách Ô Thành không biết còn bao xa. Thánh Tăng A, lão đầu tay chống một quải trượng, nhìn Giang Lưu đang xử lý bữa tối, đang sắc thịt hươu nướng, cổ họng bất chi giác bỗng nhúc nhích qua một cái, nói. Nếu để con hươu này cho lão hủ dùng làm thú cưỡi, chúng ta hẳn rất nhanh sẽ có thể tới Ô Thành rồi.
A-di-đà Phật, thí chủ ngươi có chỗ không biết, Bần Tăng lần này đi về phía Tây Thỉnh Kinh, nhất định phải một bước một dấu chân đi qua, mới có thể chứng minh cõi lòng Bần Tăng. Nếu không, bằng vào thủ đoạn thần thông đồ nhi ta, Đằng Vân Giá Vũ chỉ một lát sau đã có thể đến Tây Thiên Linh Sơn, sao lại cần đi bộ chứ? Lật một mặt thịt hươu để lên lò, để lửa đều đều, miệng Giang Lưu giải thích. Thì ra là thế, Thánh Tăng đi chuyến này thật là công đức lớn lao, như thế, Lão Hủ cũng không dám chậm trễ hành trình Thánh Tăng. Tiếp theo, Lão Hủ sẽ tận lực tăng tốc A, Giang Lưu trả lời khiến Lão giả nổi lòng tôn kính. Không cần, nghe được Lão giả nói. Thế, Giang Lưu vội vàng lắc đầu, chợt tựa hồ cũng ý thức được mình phản ứng có chút mãnh liệt, ngữ khí lại lần nữa trở nên dịu lại rất nhiều. Thí chủ chớ như thế, ngươi tuổi già sức yếu, lặn lội đường xa vốn đã không tiện, nếu bởi vì đi đường mà có chuyện bất chắc, phần công lao sự nghiệp này của Bần Tăng coi như biến thành tội nghiệt. Sư phụ ngươi hành tẩu như vậy, cách xa vạn dặm xa không có 6-7 năm trở lên thì đến không được Tây Thiên, không gặp được Như Lai. Tôn Ngộ Không bên cạnh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm thịt nướng, nhưng vẫn nhịn không được xen vào nói. Khi nói chuyện cái mũi run run vài cái, cảm giác được mùi thơm thịt nướng, bộ dáng có chút vội vã không nhịn nổi đưa tay sờ qua hướng phía thịt nướng. Sư phụ, thịt này nướng xong chưa? Lão Tôn ta đã sớm đói bụng. Đừng gấp, còn phải thêm một hồi nữa. Tức giận đánh rụng tay Tôn Ngộ Không, Giang Lưu thấp giọng trách mắng, khi nói chuyện, miệng cũng thấp giọng nỉ non. 6-7 năm à, không phải chỉ là 6-7 năm thôi sao? Bị Giang Lưu đánh rớt tay, Tôn Ngộ Không cũng không tức giận, nghe được hắn thấp giọng nỉ non, cười nói. Sư phụ ngươi nếu có chút gấp gáp, Lão Tôn ta cõng ngươi đi một đoạn nha. Đệ tử gánh vác lao động thay cho sư phụ, cái này cũng không tính là gì. Đừng nói nữa, Ngộ Không, vi sư sớm đã hạ quyết tâm, một bước một dấu chân, đi đến Linh Sơn. Nghe vậy, thần sắc Giang Lưu nghiêm túc nói, chỉ là trong lòng thầm than, 6-7 năm đã có thể đến Linh Sơn sao? Đến nơi mà chưa mạnh lên không phải chỉ đưa đồ ăn cho người ta thôi sao? Trong nguyên tắc giống như phải bỏ ra hơn 10 năm lận, chẳng lẽ mình còn phải nghĩ biện pháp tận khả năng kéo dài thời gian, có lẽ nên đi nhiều đường vòng. Rất nhanh, thịt nướng được nướng xong, lại làm thêm một nồi rau quả canh thịt cũng đã nấu xong, Giang Lưu bưng một bát canh thịt một khối thịt nướng cho lão giả, sau đó mọi người ăn đến thoải mái không thôi. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, tuy nói đi theo Giang Lưu cùng một chỗ, đã nếm qua rất nhiều thức ăn hắn nấu, thế nhưng lại tựa hồ ăn chưa bao giờ ngán. Ăn uống no đủ, Tôn Ngộ Không suy nghĩ cũng nên đứng dậy, chỉ là Giang Lưu lại khoát tay áo, nói. Hầu tử, sắc trời cũng không sớm, sau khi ăn xong không nên vận động dữ dội, hôm nay cứ ngủ ngoài trời tại đây được rồi. Tôn Ngộ Không ngẩn người, nhìn trời một chút, thái dương còn treo ở phương Tây, cách trời tối ít nhất cũng là một thời thần lận mà. Hơn nữa, lấy tốc độ sư phụ hành tẩu, làm sao được tính là vận động dữ dội. Hoàn toàn là tiêu cơm sau bữa ăn thôi. Bất quá, ai bảo hắn là sư phụ chứ? Dù trong lòng âm thầm chửi bậy, nhưng nhìn thấy Giang Lưu đã ngồi xếp bằng, tu luyện Thiên Long Thiền Âm. Tôn Ngộ Không thực sự không nói thêm gì, ngoan ngoãn xách theo bát đũa cùng nồi sắt đi tìm địa phương thanh rửa sạch. Thời gian từ từ trôi qua, lão giả nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, không có việc gì. Tôn Ngộ Không cũng nằm trên đồng cỏ một bên, miệng ngậm căn nhánh cây nhỏ, vểnh chân bắt chéo. Nhìn cảnh tượng nhũ yến về tổ trên bầu trời, trong lòng không khỏi nghĩ đến Hoa Quả Sơn, cũng không biết các con đều thế nào rồi. Theo sắc trời càng ngày càng mờ, chân nguyên trong cơ thể Giang Lưu vận hành 9981 chu thiên. Sau đó tu luyện cũng kết thúc, chậm rãi mở hai mắt ra, có thể nhìn thấy một người một khỉ đều không có việc gì. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ở thế giới cổ đại này, lại là dã ngoại hoang vu, đến buổi tối thật không có hoạt động giải trí gì để làm, mình có phải nên tìm một chút việc vui cho bọn hắn hay không? Nếu không, truyền thụ cho bọn hắn kỳ đạo, để bọn hắn hai người đánh cờ giết thời gian. Bất quá, thấy tâm tính của hầu tử, ổn định tâm thần chơi cờ tướng. Hắn không có tính nhẫn nại này đâu nghe. Nếu không, ba người cùng một chỗ đánh đấu địa chủ. Sau đó trên đường Tây Hành, sư đồ bốn người đánh mặt trược một chút. Không được không được, thời gian ta cực kỳ gấp gáp, không thể lãng phí ở phương diện này. Ý nghĩ đấu địa chủ cùng chơi mặt trược mới vừa xuất hiện, Giang Lưu đã lập tức lắc đầu, đá văng ý nghĩ mê người này ra khỏi. Soạt một tiếng, trong đầu Giang Lưu suy nghĩ miên man bên này,
Còn Tôn Ngộ Không bên cạnh đang buồn bực ngán ngẩm, lại ngủ không được, đột nhiên nhãn tình sáng lên, xoay người ngồi dậy. Đối mặt ánh mắt với Giang Lưu rồi nhìn lão giả bên cạnh, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói: "Sư phụ, có yêu khí, xem ra lại có yêu vật không mở mắt đến tìm cái chết." Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, cũng không lâu lắm, đột nhiên, một yêu quái đứng thẳng hành tẩu từ trong bụi cỏ bên cạnh toan đi ra, đây là ếch yêu xanh đứng dậy đến hơn 1 mét. Có thể đứng thẳng hành tẩu, là yêu tốt sao? Nhìn thấy ếch yêu màu xanh nhảy ra, mắt sáng Giang Lưu rực lên một chút. Yêu tốt, đó chính là yêu vật cấp 20 trở lên, đây chính là điểm kinh nghiệm đưa tới cửa. Tốt cho một yêu quái, lại dám tới đây muốn chết. Tôn Ngộ Không bên cạnh đang nhàm chán vội muốn ra tay trước. Ngộ Không, lui ra phía sau, để cho vi sư đến. Thanh liên trượng trong tay Giang Lưu cũng giơ lên, miệng đồng thời kêu lớn. Ếch yêu xanh này vừa nhảy ra, nhìn thấy một người một khỉ khí thế hùng hổ, giật nảy mình, ngã ngồi trên mặt đất, miệng gấp giọng kêu to. Thánh tăng, chờ một chút, ta nhận ủy thác của người, đến đây tìm người. Ai? Lời ếch yêu xanh này nói để cho Giang Lưu ngây ra một lúc, thu hồi thanh liên trượng đang muốn đập xuống lại. Tôn Ngộ Không cũng đổi quyền thành bắt ếch yêu xanh này, chế phục nó, lại chưa vội ra tay đánh giết. Ngươi nhận ủy thác của người, đến đây tìm ta, là do ai nhờ vả? Kỳ quái nhìn ếch yêu xanh một hồi, Giang Lưu hiếu kỳ hỏi, mình một đường tây hành, vô duyên vô cớ lại có yêu quái cố ý tìm đến mình. Hơn nữa nhận ủy thác của người khác, cái này, đều là người tu hành sao? Bị, khi chảo Tôn Ngộ Không tựa như vòng sắt bắt lấy, ếch yêu xanh chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, vừa rồi nếu không phải mình gọi hàng nhanh một chút, chỉ sợ giờ phút này đã thân tử đạo tiêu. Thật nguy hiểm, thật đáng sợ a. Không nghe thấy ta sư phụ cha hỏi ngươi sao, còn không mau nói. Thời điểm trong lòng ếch yêu xanh đang oán thầm, Tôn Ngộ Không lại lộ ra hung tướng, thấp giọng quát. Nhìn Tôn Ngộ Không đang lộ ra hung tướng, ếch yêu xanh này ngạc nhiên không thôi, trong đầu nơi nào còn dám có suy nghĩ loạn thất bát tao, gấp giọng mở miệng. Một đầu bạch long ở Xà Bàn Sơn ưng sầu giản yêu cầu ta đến tìm thánh tăng. Các bạn đang nghe chuyện Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du của tác giả Đồ Trương Giật Quy Đê tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, Xấu Cự. Bạch Long ở ưng sầu giản của Xà Bàn Sơn. Đột nhiên nghe được ếch yêu xanh này nói, Giang Lưu ngây ra một lúc. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng Giang Lưu sao lại không biết? Đó chính là Bạch Long Mã, tọa kỵ mình sau này mà. Mình cũng còn chưa có đi ưng sầu giản, tại sao hắn cố ý nhờ yêu quái đến tìm mình rồi? Đây là có chuyện gì? Sư phụ, ngươi biết đầu Bạch Long kia sao? Nghe ếch yêu xanh nói, Tôn Ngộ Không bên cạnh quay đầu sang, nhìn thoáng qua Giang Lưu hỏi. Không biết. Nghe vậy, Giang Lưu đáp lời. Lấy tình huống mình bây giờ, không thể nào biết được tiểu Bạch Long kia, tự nhiên, Giang Lưu sẽ không thừa nhận. Lúc trước mình đi tìm Tôn Ngộ Không cũng chỉ vì đã tìm cớ từ trước, thuận tiện đi ngang qua, cho nên mới đi Ngũ Hành Sơn nhìn hầu tử bị trấn áp như thế nào mà thôi. Hắc hắc, nếu không nhận ra, cái thứ này liền không cần giữ lại. Nhận được câu trả lời của Giang Lưu, Tôn Ngộ Không hắc hắc cười không ngừng, ánh mắt rơi trên thân ếch yêu xanh đang bị nắm trong tay. Tuy nói ếch yêu xanh này hẳn là đạt đến cảnh giới yêu tốt, thế nhưng tại trước mặt Tôn Ngộ Không, chỗ nào nó có thể xuất hiện tâm tư phản kháng. Mắt thấy Tôn Ngộ Không lộ ra hung quang, thân thể ếch yêu xanh run lên, kinh hoàng kêu to. Đừng giết ta, đại thánh gia, ta chỉ đến truyền lời mà thôi, không có lừa gạt các ngươi. Ngươi tiểu yêu này ngược lại có chút kiến thức, thế mà có thể nhận ra được lão tôn ta. Nghe lời ếch yêu xanh này nói, Tôn Ngộ Không cao hứng nheo con mắt lại, cái đuôi phía sau cái mông lắc lắc. Trên đường Tây Hành, gặp người liền ưa thích nghe người ta ca tụng mình là Tề Thiên Đại Thánh, 500 năm trước đại náo thiên cung thế nào, giờ phút này. Đã không cần tự mình giới thiệu, người khác chủ động có thể nhận ra được, Tôn Ngộ Không tự nhiên vô cùng cao hứng, cho nên nhìn ếch yêu xanh này tựa hồ cũng thuận mắt không ít. Biết được, là Tiểu Bạch Long nói kia, Đại Thánh gia ngươi được Quan Âm Bồ Tát chỉ dẫn, trở thành đại đệ tử của Thánh Tăng. Tiểu Bạch Long hắn cũng đã nhận được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, trở thành một thất Bạch Long Mã, từ xa thiên sơn vạn thủy, nguyện vọng trở đi Thánh Tăng đi Tây Thiên một lần.
Ếch yêu xanh không ngừng gật đầu liên tục, cấp tốc giải thích. Sư phụ, xem ra bọn ta phải đi qua Ưng Sầu Giản một lần, Quan Âm lại điểm hóa cho ngươi một đệ tử kia, mà đệ tử này chỉ làm tọa kỵ. Hầu Trảo nắm ếch yêu xanh buông lỏng, Tôn Ngộ Không xoay đầu lại, nói với Giang Lưu. Đừng nói nhảm. Thần sắc Giang Lưu nghiêm túc lắc đầu, quay qua nói với ếch yêu xanh. Yêu nghiệt, ngươi muốn dùng cớ này lừa gạt Bần Tăng, trốn thoát tính mệnh sao? A-di-đà Phật, ngươi nhanh chóng rời đi, Bần Tăng có thể tha cho ngươi một lần, nếu không, lại nhiều lời, nhất định sẽ giết ngươi ở nơi này. Thánh Tăng, ta nói, câu câu đều là thật. Thấy Đường Tăng không tin lời mình nói, ếch yêu xanh cao giọng kêu to. Hả? À, chỉ là, nghe ếch yêu xanh la lên, Giang Lưu nhíu nhíu mày, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nó, đồng thời thanh liên trượng trong tay cũng giơ lên. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Thánh Tăng, ta sẽ đi ngay. Thấy dáng dấp Giang Lưu hoàn toàn không phải nói đùa, ếch yêu xanh nào còn dám nói thêm cái gì, hoảng sợ chuyển thân, chui vào bụi cỏ cách đó không xa, sau đó cấp tốc hướng về phương xa đào mệnh trốn mất. Tôn Ngộ Không nhìn ếch yêu xanh trốn xa như vậy cũng không có động thủ, chỉ là bộ dáng có chút mê hoặc gãi đầu một cái, nhìn về phía Giang Lưu, sư phụ, ngươi nói ếch yêu xanh kia đang lừa chúng ta. Thế nhưng, lão tôn ta lại cảm thấy không giống chứ. Hầu tử, đầu óc là thứ tốt, ta hy vọng ngươi có, tốt, đừng nói nhảm, nghỉ ngơi đi. Liếc qua Tôn Ngộ Không, Giang Lưu khẽ lắc đầu nói. Sư phụ ngươi đang cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là chính ngươi lầm nha. Ếch yêu xanh kia nói chuyện không giống như đang gạt người đâu. Giang Lưu phản ứng để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút ủy khuất. Rõ ràng là sư phụ sai, hắn lại dám nói mình đần. Chỉ là, đối với việc Tôn Ngộ Không thấp giọng lầm bầm, Giang Lưu không có ý nói thêm gì nữa. Tiếp tục nghỉ ngơi, một lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục vận chuyển công pháp Thiên Long Thiền Âm, để thăng điểm kinh nghiệm. Kỳ thật, vừa rồi ếch yêu xanh nói là sự thật, Giang Lưu thế nào không biết. Tiểu Bạch Long tại Ưng Sầu Giản đợi mình đi qua nhưng lâu quá nên vội vã không nhịn nổi để cho yêu quái đến tìm mình, cái này xác thực ngoài ý liệu của Giang Lưu. Chỉ là, suy đi nghĩ lại, Giang Lưu không quá nguyện ý cứu Tiểu Bạch Long ra, lại thêm không nguyện ý để hắn cùng mình đi Tây Hành. Đầu tiên, mặc dù Giang Lưu bước lên con đường về hướng Tây là không sai, thế nhưng, điểm cuối cùng con đường này là mình và Phật giáo phát sinh ra sinh tử chiến. Cho nên, mình tận khả năng kéo dài thời gian, lề mà lề mề, càng đến Tây Thiên muộn thì càng tốt. Đây cũng là vì cái gì Giang Lưu nguyện ý đi đường vòng đưa lão gia gia này đến Ô Thành. Một bước một dấu chân, dùng chân đi tới đi Tây Thiên, lề mà lề mề tận lực kéo dài thời gian không tốt sao? Tại sao phải cưỡi ngựa? Đây không phải gấp đi chịu chết à? Thứ nhì, chính là bởi vì mình đi Tây Thiên để đánh nhau sinh tử với Tây Thiên Thần Phật, chính vì nguyên nhân căn bản này Tôn Ngộ Không mới nguyện ý xuất sơn cùng mình đồng hành. Còn Tiểu Bạch Long vội vã không nhịn nổi muốn đi ra, hiển nhiên hắn trung thành tuyệt đối với sự tình Tây Hành. Mục đích này ngược lại với mục đích của mình. Giang Lưu cảm thấy Tiểu Bạch Long có khả năng trở thành con mắt giám thị của Phật giáo xếp vào đoàn đội Tây Hành thỉnh kinh. Cho nên, từ góc độ chính mình đến suy nghĩ, trong lòng Giang Lưu đối với chuyện thu Tiểu Bạch Long làm tọa kỵ này là một vạn cái không nguyện ý. Tôn Ngộ Không cho rằng ếch yêu xanh kia nói sự thật, cái này xác thực không sai, thế nhưng từ cái nhìn đại cục đến suy nghĩ, không thể để cho Tiểu Bạch Long kia tiến nhập đoàn đội Tây Hành. Cho nên, mình biết rõ là thật, cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể nói ếch yêu xanh kia đang lừa gạt mình. Ai, cái con khỉ này mặc dù không ngu ngốc, thế nhưng suy nghĩ vấn đề lại có chút quá kém, không có cái nhìn đại cục. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không ủy khuất thấp giọng lầm bầm, trong lòng Giang Lưu thầm thở dài một tiếng. Bất quá, quay đầu ngẫm lại, nếu như Tôn Ngộ Không thật có cái nhìn đại cục dạng này, ánh mắt có thể thấy xa như vậy mà nói, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục bị trấn áp ở phía dưới Ngũ Hành Sơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, theo mặt trời lại lần nữa dâng lên, Giang Lưu tiếp tục nấu cơm, nấu một bữa to. Chờ tất cả mọi người ăn thật ngon lành xong, lúc này mới tiếp tục, chậm rãi lên đường, bước đi về hướng Đông Nam. Một bên khác, bên trong xà bàn sơn Ưng Sầu Giản ở phía Tây, một đầu Tiểu Bạch Long lẳng lặng nằm trong nước, chờ Tiểu Yêu mình phái đi trở về bẩm báo. Từ lúc nhận được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, Tiểu Bạch Long đã lẳng lặng ở chỗ này chờ người thỉnh kinh xuất hiện, thậm chí phối hợp phái ra một phần Tiểu Yêu,
thay mình lưu ý tăng nhân đi ngang qua chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội gặp người thỉnh kinh. Thật vất vả, rốt cục phát hiện dấu vết người thỉnh kinh, trong lòng Tiểu Bạch Long âm thầm vui vẻ, thời gian đào thoát ưng sầu giản này rốt cuộc đã đến. Há biết, mắt thấy người thỉnh kinh một đường tây hành đến, lại không nghĩ rằng nửa đường thế mà bẻ ngược, càng chạy càng xa. Điều đó khiến cho Tiểu Bạch Long cuống lên, không có cách nào, vội phái mấy tiểu yêu đuổi theo mời người thỉnh kinh trở về. Ta trở về, ta trở về. Ngay tại thời điểm trong lòng Tiểu Bạch Long đang có chút vội vàng chờ đợi, một trận tiếng hô hoán vang lên. Chợt, trên không ưng sầu giản, một ếch yêu xanh phù phù một tiếng nhảy xuống, bơi đến trước mặt Tiểu Bạch Long. Thế nào? Có thể tìm ra phải người thỉnh kinh không? Hắn lúc nào tới cứu ta? Nhìn thấy tiểu yêu được phái ra quay lại, Tiểu Bạch Long mừng rỡ hỏi. Chương 100, bổ sung trừng phạt, nhiệm vụ thất bại. Lê ma lê mề, một ngày đại khái đi 20-30 dặm đường, dù sao cũng không vội, lại đi gần nửa tháng, rốt cục xa xa có thể nhìn thấy một tòa thành trì, cũng rốt cục đến phạm vi ô thành. Tiến vào thành, hỏi thăm một chút nhà nữ nhi lão giả gả tại nơi nào, đoàn người tìm tới cửa. Biết được tin dữ của tiểu điền thôn, nữ nhi lão giả cũng khóc bù lu bù loa, đương nhiên, đối với việc Giang Lưu đưa lão giả tới, cũng là thiên ân vạn tạ. Đại ân đại đức của Thánh Tăng, suốt đời khó quên. Lão giả xoay đầu lại, nghiêm túc nói với Giang Lưu. Đối với lão giả mà nói, cử động lần này của Giang Lưu có thể nói là ân cứu mạng. Dù sao, nếu như không có hắn một đường hộ tống, một lão đầu tử cô đơn như mình, mặc kệ lưu lại tiểu điền thôn hay một mình lên đường, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, lão thí chủ, xin từ biệt. Chấp tay hành lễ, Giang Lưu cũng nói từ biệt, mắt thấy nữ nhi nữ tế đều nguyện ý phụng dưỡng lão nhân, tâm tình Giang Lưu cũng rất không tệ. Nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, ban thưởng điểm kinh nghiệm 7.000. Cùng lão giả nói một phen, Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không đi lại tại bên trong ô thành, tìm tới cửa hàng gạo và mì, bổ sung một phần gạo và mì cùng rau quả các loại vật tư. Tuy nói ô thành này đã không tại cảnh nội đại đường, đồng tiền đại đường không dùng được, nhưng cũng may kim ngân là tiền tệ thông dụng toàn thế giới. Chỉ là, bổ sung những vật tư như gạo và mì rau quả xong, Giang Lưu cũng không có ý tứ gấp rời ô thành, mà ở ô thành bỏ ra chút tiền bạc dựng lên một quầy hàng. Sau đó gắn lên một khối chiêu bài, ghi trên biển hiệu viết miễn phí giúp người bị thương trị liệu, không thu bất luận phí tổn gì. Chỉ là, theo khối lệnh bài này đứng lên, chờ hơn nửa ngày, cũng không có bất kỳ người nào đến, điều này làm cho Giang Lưu có chút sững sờ. Trong thành chẳng lẽ an toàn như thế, các loại tình huống ngã thương cũng không có. Hay là nói, quầy hàng của mình dựng lên cho dù chiêu bài chữa trị miễn phí, cũng không có người nào nhìn thấy. Chẳng lẽ, còn muốn ta làm quảng cáo mới được? Suy nghĩ một hồi, trong lòng Giang Lưu âm thầm nỉ non. Dù sao người khác đều không biết quầy hàng mình thì cũng sẽ không tìm đến mình chữa thương, vậy nhiệm vụ chuyển chức vòng thứ hai sẽ không biết phải kéo bao lâu. Mặc dù cực kỳ nguyện ý kéo dài thời gian đi Tây Thiên thỉnh kinh, thế nhưng Giang Lưu lại hy vọng kịp thời hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức này. Sư phụ ơi, chúng ta nơi này không có người nào đến, quá nhàm chán rồi. Tôn Ngộ Không nằm trên ghế mây ở một bên, buồn bực ngán ngẩm đập ruồi bay qua chơi, nhìn tới nhìn lui đoàn người đi đường như không thấy quầy hàng này, không khỏi mở miệng nói. Ừm, cho nên, hầu tử, ngươi đi tới lăn lộn mấy vòng để hấp dẫn chú ý đi. Giang Lưu khẽ gật đầu nói với Tôn Ngộ Không. Phải hấp dẫn nhân khí thì nên làm một chút quảng cáo, mà biểu diễn một đoạn. Siếc khỉ, nghĩ đến sẽ có chút hiệu quả mới đúng, bên cạnh không phải đã có sẵn hầu tử sao. Không, lão Tôn ta đi tới lật hai cái, cũng so ra kém sư phụ ngươi lấy cái mũ trên đầu xuống, chỉ cần ngươi tháo mũ xuống, lập tức sẽ oanh động. Ngón tay khỉ đưa vào lỗ mũi, tiện tay gảy một đống cướp mũi ra ngoài, Tôn Ngộ Không hững hờ nói ra một câu. A, à, ngươi cái con khỉ này cũng có lúc rất cơ linh đấy. Nghe được Tôn Ngộ Không nói lời này, Giang Lưu nao nao, chợt mắt sáng rực lên. Kia là tự nhiên. Nghe được Giang Lưu tán dương, Tôn Ngộ Không đắc ý cười cười, cái đuôi phía sau mông lắc lắc. Chỉ là, cũng không lâu lắm, hầu tử kịp phản ứng. Ai? Không đúng nha, sư phụ, ngươi câu nói này có nghĩa là lúc bình thường ta cực kỳ đần sao? Tôn Ngộ Không nói lời này, Giang Lưu mỉm cười, cũng không có trả lời, chỉ nghe theo hắn nhắc nhở, lấy minh vương miện trên đầu chính mình xuống, đặt tại trên mặt bàn một bên. Trên đầu,
12 điểm hương hoàn toàn hiện ra. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không nói không sai, bách tính lui tới đi qua quầy hàng Giang Lưu, nhìn 12 điểm hương trên đầu hắn, lực chú ý tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, lên tiếng kinh hô. Bất quá thời gian ngắn ngủi uống cạn nửa chén trà, ba tầng trong ba tầng ngoài đã có vô số bách tính vây đầy quầy hàng Giang Lưu. Chư vị, Bần Tăng phụng ý chỉ đường hoàng đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua nơi đây, cũng coi như hữu duyên. Vì thế dựng lên một quầy hàng, muốn miễn phí trị liệu cho bách tính bị thương, cũng coi như một phần công đức. Mắt thấy vô số dân chúng vây quanh quầy hàng bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, Giang Lưu mở miệng nói ra, quả nhiên, có danh khí liền dễ làm. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều người đã biết sự tình một hòa thượng 12 điểm hương đang miễn phí trị liệu tổn thương cho người nơi đây. Lục tục ngo ngoe chỉ chốc lát đã có người tới cầu y. Những bệnh cảm mạo này, mình không thể trị, mình có thể trị một phần thương thế bị thương mà thôi. Thời điểm có người tu sửa nóc nhà, ngã xuống làm chân mình bị thương, có người thời điểm ở nhà thái thịt, cắt trúng ngón tay, còn có người thời điểm luyện võ, không cẩn thận làm chính mình thương tổn. Đối với thương thế những người này, Giang Lưu tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, kỹ năng quan âm chú lục tục thi triển. Thương thế như vậy cũng không nghiêm trọng lắm, cho nên, theo kỹ năng quan âm chú hạ xuống, thanh máu HP trên đỉnh đầu những người bị tổn thương đều được hồi đầy. Tự nhiên, theo người ngoài, thủ đoạn Giang Lưu hiệu quả nhanh chóng, điều này làm cho danh khí hắn cũng càng thêm vang dội. Nhắc nhở, độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 14/200. Nhắc nhở, độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 22/200. Nhắc nhở, độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức 33/200. Liên tục đều có người đến tìm mình trị liệu thương thế, cho dù kỹ năng quan âm chú cần 600 giây thời gian hồi chiêu, hạn chế tốc độ hoàn thành nhiệm vụ thật lớn. Bất quá, nhìn, xem độ hoàn thành nhiệm vụ từng giờ từng phút đề thăng, Giang Lưu vẫn rất thật hài lòng, cứ tiếp tục như vậy, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, chính mình hẳn có thể hoàn thành đem nhiệm vụ chuyển chức thứ hai rồi. Chỉ là, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối xuống, đột nhiên, 10 người binh sĩ mặc giáp trụ gạt mở đám người, đi tới trước mặt Giang Lưu. Đại sư, xin người xuất thủ cứu giúp. Nguyên lai, mấy hộ vệ này mang vài cáng cứu thương đến đây, có 4 tên lính nằm trên cáng cứu thương, thương thế RA nghiêm trọng. Thậm chí trong đó một người mở ngực mổ bụng, máu tươi chảy dài, sắc mặt trắng bệch, thương thế những binh lính này vừa nhìn đã biết bị đao kiếm lợi nhận gây thương tích. Quan âm chú, nhìn binh sĩ thương thế nghiêm trọng nhất, Giang Lưu vội vàng dùng một kỹ năng quan âm chú đi tới, để cho thương thế hắn khôi phục một chút. Sau đó, từ bao khỏa không gian lấy ra một bình trị liệu dược thủy đưa hắn uống, lúc này mới ổn định thương thế. Hai bút cùng vẽ, vốn binh sĩ chỉ còn lại một tí máu, thanh máu HP trên đầu khôi phục được trình độ 30% trái phải. Mặc dù thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, thế nhưng, thời gian ngắn hẳn không có nguy hiểm đến tính mạng. Các vị, các ngươi làm thế nào bị thụ thương nghiêm trọng như thế này? Tạm thời trước tiên kéo người bị thương nghiêm trọng nhất từ quỷ môn quan về, Giang Lưu chợt hiếu kỳ hỏi. Đại sư ngươi có chỗ không biết, gần đây xuất hiện một đám cường đạo, võ công cao cường, rất nhiều huynh đệ chúng ta tiến đến tiêu diệt, đều bị đối phương giết chết, lần này cũng đồng dạng cũng tử thương thảm trọng. Nghe vậy, binh sĩ cầm đầu lắc đầu thở dài. À, đây là cần người trợ giúp sao? Nghe được lời tên lính này nói, con mắt Giang Lưu hơi sáng lên. Điều kiện phát động nhiệm vụ, có phải người khác thật cần trợ giúp mà chính mình mở miệng đồng ý giúp đỡ hay không? Nhân cơ hội này, vừa lúc có thể thử một chút. Đại sư, ngươi có thủ đoạn trị liệu bực này, không biết có thể theo chúng ta cùng nhau diệt phỉ hay không? Ra một phần lực giúp bách tính ô thành ta hay không? Chỉ là, còn không đợi Giang Lưu chủ động mở miệng đưa ra hỗ trợ, binh sĩ cầm đầu lại chủ động mở miệng nhờ giúp đỡ, hiển nhiên coi trọng thủ đoạn trị liệu quan âm chú của Giang Lưu. Nhắc nhở, phát động nhiệm vụ vì dân trừ hại, yêu cầu nhiệm vụ, tiêu diệt cường đạo phụ cận ô thành, nhiệm vụ ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 14.000, sửa chữa trang bị sơ cấp, thất bại trừng phạt, khấu trừ điểm kinh nghiệm 14.000, tiếp nhận hay cự tuyệt. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Đường Tăng đánh xuyên Tây Du của tác giả Đồ Trương Giật QĐ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.
Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.